Trong Tây Du Ký, ma quỷ khắp nơi, nhưng tại sao không có yêu quái nào dám vào đại đường? Tại sao trong Tây Du Ký, khắp nơi đều là yêu quái, nhưng không có ai dám gây rối ở đại đường? Mặc dù ngay cả dưới chân núi Linh Sơn cũng có yêu quái quấy nhiễu. Thuộc vùng Nam Thiệm Bộ Châu, nơi mà Như Lai gọi là Tà Hải, nhưng nhà đường thời bấy giờ lại vô cùng yên bình, không hề xuất hiện một bóng dáng con yêu quái nào. Điều này có liên quan đến một vị thần bảo vệ đại đường, mà thậm chí cả Phật tổ Như Lai cũng không muốn chọc giận đến. Vị thần bảo vệ này có lai lịch như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lỗi sai trong Tây Du Ký. Trong hồi thứ 8 của nguyên tác Tây Du Ký có miêu tả về nơi đại đường tọa lạc rằng Nam Thiệm Bộ Châu là nơi mà tham lam, dục lạc, sướng khổ lấn át, tranh giành và đổ máu nhiều. Đúng như câu nói, nơi này là chốn khẩu thiệt, sóng gió đầy rẫy. Đường đi lấy kinh của Đường Tăng và các đồ đệ dài đến 10.800 dặm. Khắp ba đại lục đều có yêu quái. Ngay cả nơi có Linh Sơn cũng đầy rẫy ma quái. Chỉ có vùng Nam Thiệm Bộ Châu của đại đường là không có bất kỳ nhóm yêu quái nổi tiếng nào. Khi Đường Tăng bắt đầu đi du hành, sau khi rời Trường An một đường bình an, cho đến khi đến đường biên giới ở núi Song Xoa mới gặp khó khăn đầu tiên trong chuyến đi, nhưng cũng chỉ là một con hổ dữ. Khi thấy hổ, Đường Tăng sợ hãi đến mềm nhũn cả chân, không dám có ý định chạy trốn khi phía sau là rắn độc, bên trái là côn trùng độc, bên phải là một mãnh thú mà mình chưa từng thấy. Đường Tăng chỉ cảm thấy đây là tai họa nguy hiểm nhất trên thế gian. Có thể ông sẽ mất mạng giữa đường trước khi lấy được kinh. Vào lúc này, một thợ săn tên là Lưu Bá Khâm xuất hiện, kịp thời dùng cung tên bắn hạ con hổ. Khi đó Đường Tăng cảm thấy đây hẳn là thử thách nguy hiểm nhất trong cuộc hành trình đến Tây Thiên. Nhưng thực ra, sau khi ra khỏi núi Lưỡng Giới, ông mới bắt đầu đối diện với thế giới thực sự. Tất cả những gì Đường Tăng gặp phải trong vùng đại đường chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngoài Nam Thiệm Bộ Châu, ba đại châu còn lại đều là nơi quái vật hoành hành. Chẳng hạn như Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ riêng lực lượng khỉ của Tôn Ngộ Không đã có đến vài vạn. Ngoài ra còn có Ngưu Ma Vương và 72 động chủ. Mỗi người đều là một thế lực quái vật nổi tiếng trong một vùng. Đức Phật đã từng nói rằng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều nằm dưới sự che chở của Phật, không có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào hoành hành. Nhưng thực tế trong Tây Du Ký, Tây Ngưu Hạ Châu không chỉ có quái vật mà còn có những yêu quái hùng mạnh, có mối liên hệ chặt chẽ với Linh Sơn. Có thể nói đây là nơi có nhiều yêu quái nhất trong thế giới Tây Du. Chẳng hạn như Linh Cảm Đại Vương là con cá chép được nuôi trong ao sen của Quan Âm Bồ Tát, hay như Kim Xí Điểu luôn tự xưng là em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Chính tại chân núi Linh Sơn lại có một tên Sư Đả Lĩnh ở video trước Tâm Linh Cuộc Sống đã nhắc tới. Nơi được mô tả trong nguyên tắc của Tây Du Ký là một ngọn núi được tạo thành từ những bộ xương. Xương cốt như rừng, da thịt người thối rữa thành bụi phủ dày trên mặt đất, gân người thì quấn quanh như những dây leo trên cây. Tất cả đều là tội ác của những yêu quái trong Sư Đả Lĩnh. Sư Đà Quốc từng một thời hưng thịnh, giờ đây đã bị những yêu quái này tàn sát sạch sẽ. Thực ra Sư Đà Lĩnh nằm ngay dưới chân núi Linh Sơn, có thể nói là nằm dưới tầm kiểm soát của Như Lai Phật Tổ. Mặc dù dưới khoảng cách gần như vậy, Sư Đà Quốc vẫn không thể đợi được Đức Phật đến cứu trong suốt thời gian tồn tại cho đến khi bị diệt vong. Ngược lại, Sư Đà Lĩnh lại trở thành nơi tập trung yêu ma mạnh mẽ nhất trong Tây Du Ký. Vậy tại sao lại có nhiều yêu quái lang thang khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ có vùng Nam Thiệm Bộ Châu của đại đường là không có yêu quái? Có một giả thuyết cho rằng điều này là vì vùng Nam Thiệm Bộ Châu có một vị thần lớn bảo vệ. Vị thần này không phải là những nhân vật đạo mạo trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Ngài căm ghét điều ác như thù địch, gặp yêu quái là phải triệt tiêu tận gốc. Ngài có sức mạnh phi thường, được gọi là cao thủ tiêu diệt yêu quái, đứng đầu trong tam giới. Đó chính là Chân Vũ Đại Đế. Trong Tây Du Ký, Chân Vũ Đại Đế cũng đã xuất hiện, nhưng mọi người không có ấn tượng gì về ngài,
vì Ngài hoàn toàn không ra tay. Nếu Chân Vũ Đại Đế ra tay thì chắc chắn không có yêu quái nào là đối thủ của Ngài. Vậy, Chân Vũ Đại Đế thực sự là người mạnh mẽ đến mức nào mà yêu ma tràn ngập khắp nơi nhưng lại không ai dám xâm nhập đại đường? Khắc tinh của yêu ma trong Tây Du Ký. Khắc tinh thực sự của yêu ma không phải là Tôn Ngộ Không, không phải Như Lai hay Quan Âm, mà chính là Chân Vũ Đại Đế, người được gọi là Đãng Ma Thiên Tôn. Trong hệ thống đạo giáo, Bồ Đề Tổ Sư là sư tổ của đạo gia, tinh thông cả ba học thuyết, Nho, Phật và Đạo. Ngay cả Ngọc Đế và Như Lai trước mặt Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ có thể gọi ông là đệ đệ. Dưới Bồ Đề Tổ Sư là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là vị thần tối cao của đạo giáo. Dù Ngọc Đế chỉ huy trên thiên giới, nhưng khi có việc lớn vẫn cần phải báo với Thủy Nguyên Thiên Tôn. Còn dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn là những nhân vật cấp bậc như Ngọc Đế, Như Lai và Đãng Ma Thiên Tôn. Đại thần Đãng Ma Thiên Tôn, một trong bốn thánh nhân của phương Bắc, có vị trí và sức mạnh cao hơn so với Như Lai, nhưng không bằng được Ngọc Đế và Như Lai về khả năng quản lý. Vì vậy chỉ có thể giữ vai trò là một vị thần bảo vệ một vùng đất. Thế nhưng sức mạnh của Đãng Ma Thiên Tôn thật sự rất đáng gờm. Theo truyền thuyết, Đãng Ma Thiên Tôn là hoàng tử của quốc gia Tịnh Nhạc. Mẹ của ông trước khi sinh đã mơ thấy mình nuốt một mặt trời, trải qua quá trình mang thai 14 tháng và sinh ra ông. Sau khi ra đời, Đãng Ma Thiên Tôn chưa đầy 10 tuổi đã thấu hiểu đại đạo. Ông đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng, một mình lên núi sâu trong thung lũng để tu luyện. Nhiều năm sau, lòng tu hành chân thành của ông đã cảm động Ngọc Thanh Thái Tổ, Tử Hư Nguyên Chân. Tử Hư Nguyên Chân đã truyền dạy cho Đãng Ma Thiên Tôn bí đạo vô thượng, chỉ dẫn ông vượt biển Đông để đến một nơi bí ẩn du ngoạn. Trong hành trình, Đãng Ma Thiên Tôn đã gặp một vị thần và được tặng một thanh bảo kiếm. Sau đó ông trở về Trung Thổ, ở trên núi Võ Đang chuyên tâm tu luyện. Nhiều năm sau, vào ngày 9 tháng 9, Đãng Ma Thiên Tôn thăng thiên và được xếp vào hàng bất tử. Từ đó, Ngài trấn giữ phương Bắc, con đường tu luyện của Đãng Ma Thiên Tôn không hề gian nan, mà ngược lại giống như được sắp đặt. Chỉ sau vài chục năm, Ngài đã trở thành một vị thần vĩ đại. Có một số ý kiến cho rằng Đãng Ma Thiên Tôn có thể là con trai của Hoàng đế Bản Cổ. Vì vậy, Ngài sở hữu thân thể cường tráng, khó ai sánh kịp và tài năng khiến vô số thần tiên phải ghen tị. Sau khi đạt được thành quả, sức mạnh của Đãng Ma Thiên Tôn mới bắt đầu phát huy. Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang truyền đạo ở Nam Tân Bộ Châu thì phát hiện ra yêu ma hoành hành nơi nhân gian. Khí uế bốc lên thẳng đến Nam Thiên Môn. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ra lệnh trực tiếp cho Đãng Ma Thiên Tôn chỉ huy thiên binh, trừ yêu phục ma. Sau khi nhận lệnh, Đãng Ma Thiên Tôn chỉ mất một đêm để dọn dẹp sạch sẽ những yêu ma hoành hành nơi nhân gian. Những yêu ma đang ẩn náu, nghe đến tên Ngài đều sợ hãi đến run rẩy. Cứ như vậy, Nam Thiệm Bộ Châu đã đón nhận hàng trăm năm hòa bình. Tuy nhiên, một số yêu ma mới xuất hiện chưa từng thấy sức mạnh kinh hoàng của Ngài nên lại tiếp tục gây rối. Sự hỗn loạn của thời kỳ Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, theo truyền thuyết dân gian, chính là kết quả của sự quấy phá của yêu ma. Đãng Ma Thiên Tôn nghe tin yêu ma tái xuất cũng cảm thấy phiền phức. Lần này, Ngài không chỉ dọn dẹp yêu ma Nam Thiệm Bộ Châu mà ngay cả những yêu ma ở các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng. Từ đó trở đi, những yêu ma may mắn sống sót đều lần lượt tháo chạy. Trong Tây Du Ký, sở dĩ không có yêu quái nào dám bước vào đại đường là vì đại đường có Đãng Ma Thiên Tôn, tức là đế vương Chân Vũ trấn giữ. Vậy tại sao Đãng Ma Thiên Tôn lại không ra tay giúp đỡ Tôn Ngộ Không khi nhận được lời cầu cứu mà phải phái hai đồ đệ sức mạnh tầm thường đến trợ giúp? Vấn đề này liên quan đến cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và đạo giáo trong nguyên tắc của Tây Du Ký. Cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và đạo giáo trong Tây Du Ký. Tây Du Ký kể về hành trình thu thập kinh điển của thầy trò Đường Tăng, nhưng bối cảnh của câu chuyện lại mang ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thuyết, đại đường nằm ở Nam Thiệm Bộ Châu, nơi đạo giáo rất thịnh vượng, còn Phật giáo bị lạnh nhạt. Để đưa Phật giáo trở nên thịnh vượng, Như Lai Phật Tổ đã phái một đồ đệ của mình là Kim Thiền Tử chuyển sinh thành Hòa Thượng Đường Tăng của triều đại Đường. Sau đó, Đường Tăng đã đi về Tây Thiên để thỉnh kinh, mang các kinh điển về đại đường phổ cập giáo dục Phật học. Thế nhưng tại sao lại phải tổ chức một hành trình thỉnh kinh như vậy, trong khi kinh Phật có thể trực tiếp chuyển cho đại đường? Có thể liên hệ điều này với những câu chuyện thương hiệu của các doanh nghiệp hiện đại, như việc nhiều thương hiệu phải có câu chuyện mới có thể nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Đồng thời, Như Lai Phật Tổ
cũng cần thông qua lễ nghi này để giúp Đường Tăng trở thành nhân vật trung tâm của đạo giáo, đối mặt với việc Phật giáo đang dần xâm chiếm lãnh thổ. Đạo giáo tự nhiên sẽ không thể thờ ơ. Nếu không có sự đồng ý của đạo giáo, thì về căn bản, Phật giáo sẽ rất khó để có thể xây dựng được kế hoạch thỉnh kinh như thế này. Vậy nên, rất có thể giữa hai bên đã tồn tại một thỏa thuận gì đó. Chúng ta có thể thấy rằng, trong nhóm 4 người thỉnh kinh, chỉ có Đường Tăng là người thuộc về Phật giáo, còn Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng đều là các nhân vật từ đạo giáo. Sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Sư Tổ, từng giữ chức quan trong thiên đình. Chư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái, còn Sa Tăng là Quyển Liêm Đại Tướng. Dù tất cả đều đã phạm lỗi trong thiên đình, nhưng không đến mức bị đuổi khỏi đạo môn. Đạo giáo và Phật giáo đã đạt được thỏa thuận rằng, thông qua một buổi lễ thỉnh kinh, có thể cử vài vị quản lý cấp cao đến Ninh Sơn. Như vậy, dù Phật giáo có thể truyền giáo ở Nam Thiên Bộ Châu, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát và kiểm soát của đạo giáo. Chúng ta có thể hiểu được vì sao khi Tôn Ngộ Không gặp nạn, Đạt Ma Thiên Tôn giang tay cứu giúp nhưng lại không can thiệp. Lúc thầy trò Đường Tăng gặp phải Hoàng Mi Lão Quái, một nhân vật có pháp lực cao cường và sở hữu bảo bối rất mạnh là Não Bạt Vàng, khiến Tôn Ngộ Không vô cùng khốn khổ. Vì vậy, hắn chỉ còn cách đi khắp nơi tìm viện trợ, cầu cứu đến Đạt Ma Thiên Tôn ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc. Theo lý mà nói, một khi Thiên Tôn ra tay, Hoàng Mi Lão Quái chắc chắn sẽ không còn trốn dung thân. Nhưng ngài lại lấy lý do rằng Ngọc Hoàng chưa ra lệnh nên không thể tự mình ra tay, chỉ cử một vài thuộc hạ đi hỗ trợ. Thế nhưng, những thuộc hạ này cũng bị quái vật Hoàng Mi khống chế, suýt nữa đã trở thành thức ăn của lão. Nguyên nhân Đạt Ma Thiên Tôn không ra tay không phải vì không đủ sức đánh bại Hoàng Mi Lão Quái, mà vì sự không đồng đều về thân phận. Thứ nhất, Thiên Tôn thuộc tầng lớp Như Lai và Ngọc Hoàng, làm sao có thể tự mình ra tay chỉ vì một con quái vật nhỏ. Thứ hai, Hoàng Mi Lão Quái là người của Phật Di Lặc, và Phật Di Lặc là người kế nhiệm của Như Lai. Nếu tự mình ra tay đánh bại Hoàng Mi Lão Quái, tiếp theo, Đạt Ma Thiên Tôn nên xử lý như thế nào? Liệu có nên thả đi mà không phạt? Còn phạt sẽ tạo ra hiềm khích với Phật Di Lặc. Mặc dù Đạt Ma Thiên Tôn không hẳn là sợ hiềm khích, nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa, tất cả những người thuộc tầng lớp như ngài đều hiểu rõ về sự giao thoa giữa Phật và Đạo trong thỏa thuận của việc thu thập kinh điển. Ngài biết rằng Đường Tăng sẽ phải trải qua thử thách này và không gặp hiểm nguy đến tính mạng. Ngay cả khi Đạt Ma Thiên Tôn không can thiệp, Phật Di Lặc cũng sẽ tự mình ra tay. Diễn biến sau đó diễn ra đúng như dự đoán của Đạt Ma Thiên Tôn. Phật Di Lặc đã tự đến mang Hoàng Mi Lão Quái đi, mà quái vật này cũng không bị trừng phạt gì. Câu chuyện trong Tây Du Ký nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng tác giả đã chôn vùi vô số mạch ngầm trong đó. Có sự nhìn nhận lịch sử, nhưng cũng có sự châm biếm về thực tại của thời đại mà tác giả đang sống, khiến độc giả càng xem càng cảm thấy sâu sắc. Bạn nghĩ gì về tác phẩm kinh điển này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Tây Du Ký nguyên bản đen tối đến mức nào? Không ai dám xem khi được dựng thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Các bạn đã từng theo dõi video về phiên bản điện ảnh Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu trên kênh rồi đúng không? Tại sao Tây Du Ký không thể được làm lại theo nguyên tác? Nếu tìm hiểu kỹ hơn mức độ kinh dị và u ám của nguyên tác thật sự khiến người ta rùng mình. Hàng yêu phục ma trong chuyển thể phim hiện đại chỉ đơn giản là những hiệu ứng hình ảnh, nhưng sự thật được kể lại trong sách hoàn toàn không đẹp như vậy. Rất nhiều khán giả bình luận từ video trước rằng những điều tâm linh cuộc sống nói trong video đều là suy diễn. Nhưng nếu thực sự cầm nguyên tác Tây Du Ký trên tay, từng dòng chữ trong đó nhất định sẽ khiến chúng ta hiểu rõ. Vậy, Tây Du Ký nguyên tác thực sự kinh dị đến mức nào? Mời các bạn cùng tâm linh cuộc sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Tây Du Ký được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó. Nhưng tác phẩm này được cho là của tác giả Ngô Thừa Ân. Tiểu thuyết thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang, hay được gọi là Đường Tam Tạng để thỉnh chân kinh, là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Tây Du Ký đã được làm lại vô số lần. Tuy nhiên, phiên bản năm 1986 của Tây Du Ký vẫn luôn được công chúng coi là tác phẩm kinh điển. Người người nhà nhà, không ai không biết đến Tây Du Ký như một ký ức tuổi thơ. Trong phiên bản năm 1986,
Tôn Ngộ Không mới là Tôn Ngộ Không thực thụ. Hình ảnh của nhân vật này rất sống động và linh hoạt, không chỉ có pháp thuật cao siêu, sức chiến đấu vượt trội, mà còn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ trong hành trình thu thập kinh điển. Mỗi khi Đường Tăng gặp nạn, luôn là Tôn Ngộ Không phát hiện đầu tiên và nhanh chóng đến cứu giúp. Nhiều người còn xem Tôn Ngộ Không là thần tượng của mình. Ngoài ra Chư Bát Giới, mặc dù là một con lợn tinh tham ăn, gian lận và chơi bời, nhưng bản chất lại không đến nỗi nào. Nhiều tình huống hài hước trong phiên bản Tây Du Ký năm 1986 đều do Chư Bát Giới mang lại. Có thể xem đây là nhân vật hài hước chủ chốt dù có chút phong cách khác lạ. Hình ảnh của Sa Tăng khi mới xuất hiện có vẻ dữ tợn, nhưng về sau cũng trở nên bình thường với tính cách chân thật và chất phác. Luôn làm việc chăm chỉ, không chút phàn nàn trên đường đi. Đường Tăng tâm địa nhân hậu, bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn, được xem là hình mẫu lý tưởng của người xuất gia. Có thể nói việc xây dựng nhân vật trong phiên bản năm 1986 là rất thành công. Tuy nhiên trong nguyên tác Tây Du Ký, hình tượng của bốn thầy trò Đường Tăng hoàn toàn khác biệt với phiên bản điện ảnh. Thậm chí, chúng đã đạt đến mức độ thay đổi hoàn toàn tam quan của người đọc. Không ai tin Tôn Ngộ Không trong nguyên tác không hề là một Mỹ Hầu Vương tỏa sáng trong bộ giáp chiến, mà chỉ là một con khỉ có hình dáng lôi thôi, khuôn mặt gầy gò, thậm chí chiều cao chưa đến 120cm. Nguyên tác Ngô Thừa Ân miêu tả, anh ta có đôi mắt tròn, đôi tai dài, mặt đầy lông, khuôn mặt gầy, miệng nhọn và đôi má hóp lại. Thân hình chưa đến 4 feet. Vậy nên, mặc dù Tôn Ngộ Không có tạo hình đẹp trên phim, nhưng không có gì ngạc nhiên khi trong một số tập, nhân vật này khiến mọi người sợ hãi. Thậm chí có người còn gọi Tôn Ngộ Không là Mao Diện Lôi Công. Trong nguyên tác, Chư Bát Giới cũng chỉ là một con lợn đen đúa. Không chỉ không giống trong phim truyện với vẻ ngoài trắng trẻo và mập mạp, mà hoàn toàn không có hình dáng của con người, thậm chí khiến mọi người sợ hãi. Chương thứ 18 của Tây Du Ký, đoạn Cao Lão Thái ở Cao Lão Trang muốn tuyển một người con rể cho con gái lớn, Cao Thúy Lan. Chư Bát Giới biến phép trở nên đẹp trai và đã trúng tuyển. Khi mới đến, anh ta là một người đàn ông đen và béo, nhưng sau đó biến thành một người đàn ông to lớn, miệng dài, giống một tên ngốc có tai to, có tóc sau gáy, thân hình thô kệch và đáng sợ, đầu và mặt như lợn. Như vậy, xét từ nguyên tác, Chư Bát Giới là một con lợn đen. Ngoài ra, các chuyên gia nghiên cứu về lợn cũng phân tích, lợn trước những năm 1950 đều là lợn đen truyền thống, mãi sau này lợn trắng mới du nhập vào Trung Quốc. Cứ tưởng tượng đúng như miêu tả thì hình ảnh Bát Giới mập mạp trắng trẻo của chúng ta thực tế chỉ là hư cấu. Còn nhân vật khở khạo thật thà như Sa Tăng trong nguyên tác, vốn là yêu quái sinh ra từ cát lún, cao khoảng 4 mét, màu da xanh như tràm. Điều đáng sợ nhất là miệng hắn giống như một cái chậu máu, răng giống như những mảnh đinh, ánh mắt thì lấp lánh như hai chiếc bóng đèn rực rỡ. Phần đầu tóc màu đỏ khiến Sa Tăng trông vô cùng khó gần. Trên ngực còn đeo một chuỗi vòng cổ có hình đầu lâu, được cho là xương sọ của 9 người hành hương mà hắn đã ăn thịt. 9 người hành hương đó chính là sự chuyển sinh của Đường Tăng qua 9 kiếp. Sa Tăng từng giải thích với Quan Thế Âm Bồ Tát rằng anh ta ở nơi đây đã ăn thịt vô số người. Từ trước đến giờ những người đi qua đây đều bị anh ta ăn thịt. Phàm là đầu lâu còn sót lại, ta đều ném xuống sông Lu Sa này và chúng đã chìm hết xuống đáy. Nước con sông này lồng ngỗng cũng không thể nổi lên. Nhưng kỳ lạ, chỉ có 9 cái đầu lâu của người đi lấy kinh này là nổi đành bềnh trên mặt nước, không chìm xuống. Ta cho rằng đây là những vật lạ nên đã lấy dây sâu lại thành một chuỗi vòng đeo trên cổ, để khi rảnh rỗi thì lấy ra xem. Đường Tăng là một phàm nhân, mỗi ngày lại đi theo 3 con quái vật xấu xí, đúng là rất khó chịu. Xét về ngoại hình, việc bốn thầy trò đi bên nhau cũng rất kỳ quái. Khi Sa Tăng cao khoảng 4 mét, mũi của Chư Bát Giới dài gần bằng chiều cao của Tôn Ngộ Không. Với cái mũi dài như thế, chắc chắn chiều cao của Chư Bát Giới cũng không thấp chút nào. Trong khi đó, Đường Tăng chỉ cao 1m7, còn Tôn Ngộ Không chỉ khoảng 1m3. Không có gì ngạc nhiên khi thầy trò họ ở đâu cũng bị người khác vây quanh. Nhưng thực tế thì diện mạo không phải là lý do chính khiến các nhà làm phim và chương trình không dám làm lại, mà vì các chi tiết trong chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Bản gốc của Tây Du Ký thực sự kinh dị với những hình ảnh đầy bạo lực và đẫm máu, thậm chí lật đổ nhận thức của con người hiện đại. Vậy tại sao người ta lại nói rằng sự tàn nhẫn trong nguyên tác Tây Du Ký khiến người ta phải rùng mình?
Dưới đây chỉ là một số chi tiết có thể minh họa. Trong suốt 100 hồi của Tây Du Ký còn rất nhiều điều đáng sợ. Trong các phim và chương trình truyền hình về Tây Du Ký, hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng cùng đồ đệ mặc dù thường xuyên gặp phải yêu quái, nhưng những nơi họ đi qua đều rất đẹp. Bốn thầy trò vừa chiến đấu với quái vật, vừa thưởng thức phong cảnh, nhưng trong nguyên tác, hành trình của Đường Tăng và các đệ tử lại không hề dễ chịu như vậy. Rất nhiều cảnh tượng đẫm máu và tàn bạo không chỉ không phù hợp với trẻ em, mà ngay cả nhiều người trưởng thành cũng không thể không cảm thấy rùng mình với những chi tiết này. Nó thực sự giống như một bộ phim kinh dị với những con quỷ lang thang khắp nơi. Thậm chí việc lột da và rút gân cũng trở nên bình thường. Trong câu chuyện về việc đế vương Diêm La dẫn dắt Đường Thái Tông tham quan địa ngục, ngài đã đi dạo một vòng quanh địa ngục và tận tình hướng dẫn cho Thái Tông. Tại bạt thệt địa ngục, những kẻ xấu xa đã bôi nhọ người khác trong đời sống sẽ bị rút lưỡi, và ngay cả khi được tái sinh, họ cũng sẽ không có lưỡi. Ngoài ra, trong dầu oa địa ngục còn có một cái chảo dầu khổng lồ chuyên giam giữ những kẻ buôn bán gian lận, lừa dối dân chúng, nên phải chịu đựng sự tra tấn trong chảo dầu sôi sục. Những cảnh tượng tàn nhẫn như vậy lại là điều phổ biến nhất trong âm phủ. Không có gì ngạc nhiên khi Đường Thái Tông lại bị hoảng sợ, chân tay mềm nhũn không thể di chuyển. Những hình ảnh trên chỉ là phần mở đầu. Khi Đường Tăng bước chân xuống con đường thu thập kinh điển, ngài đã gặp phải một con hổ yêu. Đường Tăng cùng hai thị vệ chưa kịp phản ứng thì hổ yêu đã lao tới giết chết hai thị vệ. Lập tức moi bụng lấy tim gan của họ ăn sống ngay trước mặt Đường Tăng. Trong nguyên tác, Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng không phải là những nhân vật hiền lành chất phác. Chư Bát Giới thích nhất là ăn người, còn Sa Tăng trước khi gặp Đường Tăng thì trực tiếp ăn hết toàn bộ thân xác của Đường Tăng sau 9 kiếp. Đồng thời, hắn còn xô chỗ sọ của 9 người này thành một chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị và mỗi ngày treo trên cổ để ngắm nhìn. Trong nguyên tác, khi Sa Tăng giới thiệu bản thân, đã từng nói tiểu phu hay ngư dân gặp hắn sẽ phải bỏ mạng. Người qua lại đều bị hắn nuốt chửng không còn gì. Ngoài Chư Bát Giới và Sa Tăng, các thú cưng của nhiều vị thần khác cũng vô cùng hung hăng độc ác. Điều chúng thích nhất là biến người thành món ăn, trình diễn đủ kiểu ăn tươi nuốt sống. Thậm chí thú cưỡi của Quan Thế Âm Bồ Tát là Kim Mao Hống còn súng trần ăn thịt trẻ em. Ngay cả những người phụ nữ có vẻ yếu đuối của Nữ Nhi Quốc khi gặp một nam nhân lạc vào vương quốc cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Họ sẽ bắt nam nhân này giao hợp đến khi không chịu nổi mà chết, sau đó treo xác họ lên như một vật trang trí. Nếu theo nguyên tắc, làm sao người xem có thể thấy được chút tình cảm dịu dàng trong các bộ phim? Những điều chúng ta vừa kể trên vẫn chưa phải đáng sợ nhất. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, cảnh tượng đáng sợ nhất có lẽ là ở Sư Đà Lĩnh. Vậy với vai trò là một trong những địa điểm kinh khủng nhất trong nguyên tắc, Sư Đà Lĩnh thực sự đáng sợ đến mức nào? Khác với phim ảnh, câu chuyện trong nguyên tắc tràn ngập âm mưu và toan tính. Tôn Ngộ Không, nhân vật được yêu thích, lại là một ác quỷ giết người không chớp mắt. Chư Bát Giới và Sa Tăng là những quái vật ăn thịt người. Thậm chí ngay cả Đường Tăng, với mô tả đầy lòng từ bi, trước khi một lòng hướng thiện cũng từng giết người. Trong hồi 9, khi nói về thân thế của Đường Tăng viết rằng cha Tam Tạng tên là Quang Nhụy, thì Đỗ Trọng Nguyên rồi lấy vợ là Ôn Kiều, con gái thừa tướng. Trên đường đi nhậm chức Chi Châu, quận thành Giang Châu, vợ chồng Quang Nhụy đi đò qua sông Hồng Giang. Tay lái đò Lưu Hồng thấy Ôn Kiều xinh đẹp thì cùng đồng bọn Lý Bưu đánh chết Quang Nhụy, vứt xác xuống sông, ép Ôn Kiều làm vợ. Bà khi ấy đã mang thai nên nhịn nhục làm vợ của Lưu Hồng. Để đảm bảo tính mạng cho con, Ôn Kiều đã cắt đứt nửa ngón út chân trái của Tam Tạng làm dấu, viết một lá thư máu kể ngọn ngành câu chuyện cùng danh tính cha mẹ, rồi thả con trai trôi sông. 18 năm sau, Tam Tạng biết được thân thế, xuống núi báo thù cho cha mẹ. Sau khi Lưu Hồng bị bắt thì Đường Tăng ngay lập tức đã ra tay trả thù. Ông tự tay chặt đầu Lưu Hồng nhưng vẫn chưa thấy hả giận, bèn lột da và móc tim ông ta. Hành động này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Đường Tăng trong phim ảnh, người mà đến cả một con kiến cũng không nỡ dẫm đạp. Sự tàn nhẫn của bản chất con người được thể hiện một cách rõ nét tại Sư Đà Lĩnh. Ở đây, xương người chất thành núi, nằm dày đặc, trông như một khu rừng rậm rạp, và tóc người được tạo thành hình những tấm thảm, phần thịt đã thối rữa thành đất, cây cối bọc đầy gân máu của người. Điều đáng sợ nhất là một số xác chết đã bị phơi khô thành những bộ xương sáng bóng. Không hề quá lời khi nói rằng nơi đây giống như một biển máu,
thậm chí từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Những yêu quái ở phía đông tùy tiện cắt thịt người ra để nấu ăn, trong khi yêu quái ở phía tây thích hấp, chiên hoặc hầm thịt người. Khi Đường Tăng cùng bà đệ tử đến đây, họ đã chứng kiến những cảnh tượng máu me khủng khiếp này. Theo như mô tả trong nguyên tác, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy cảnh này từ cách một dặm so với sư Đà Lĩnh, đã bị dọa đến nỗi ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi. Gần như toàn bộ dân chúng ở sư Đà Lĩnh đã bị những yêu quái này ăn thịt. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, thì có lẽ Đường Tăng và những đồ đệ cũng đã trở thành một món ăn. Một số học giả cho rằng tiểu thuyết châm biếm sự suy yếu của chính quyền phong kiến Trung Hoa thời đó. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận khác cho rằng hình ảnh kết hợp của thầy trò Tam Tạng lại ẩn giấu một khái niệm sâu sắc hơn nhiều, đó là về tâm. Ngoài ra, có những chi tiết mang ẩn ý sâu xa, nếu không am hiểu kỹ thì dễ gây hiểu lầm. Ví dụ, chi tiết A Nan và Ca Diếp đòi Đường Tăng phải dâng bát vàng mới chuyển kinh thư. Nhiều người hiểu thô thiển rằng A Nan và Ca Diếp đòi hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của nút lót ở cửa Phật. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ca Diếp đứng hạng 3, A Nan đứng thứ 10, đều đắc quả A La Hán, dứt bỏ hết các lậu. Họ không còn vướng lụy vào những của cải châu báu trên thế gian. Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho Đường Tăng. Vì thế trong tình huống này, nó là tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý. Muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải chịu lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Tây Du Ký nguyên tác có thể xem là một phiên bản đen tối chân thực vì miêu tả quá chi tiết và ghê rợn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cách chúng ta hiểu về nó và giá trị hiểu được từ tác phẩm. Đừng quên để lại chia sẻ của mình bên dưới và đón xem thêm nhiều video hấp dẫn về bí ẩn Tây Du Ký trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống nhé! Sự thật Ngọc Hoàng 200 triệu năm tuổi và những bí mật đấu tranh tôn giáo chưa biết trong nguyên tác Tây Du Ký. Ít người biết rằng, trong Tây Du Ký phiên bản gốc ẩn chứa một sự thật vô cùng thú vị. Trong nguyên tác, thực ra có rất nhiều bí mật được giấu kín có liên quan đến sự đấu tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo. Ẩn ý đằng sau đó không đơn giản như hình ảnh chúng ta xem trên phim. Chẳng hạn như nguyên nhân chính về sự náo loạn của Tôn Ngộ Không tại Thiên Cung. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá bí mật trong video ngày hôm nay. Đại náo Thiên Cung. Như Lai Phật Tổ đã nói, Tôn Ngộ Không là một con khỉ không biết trời cao đất rộng, đã trải qua 1.750 năm khổ luyện, còn Ngọc Đế từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tu luyện với hơn 1.750 kiếp. Mỗi một kiếp kéo dài 129.600 năm. Vì vậy, việc nhắc đến tuổi tác thì Ngọc Đế ít nhất cũng đã hơn 200 triệu năm tuổi. Nghĩa là nếu áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, thì có lẽ Ngọc Đế ra đời vào kỷ Tam Điệp. Nhưng ở đây có một chi tiết nhỏ mà nhiều người thường bỏ qua. Chính là tại sao lại gọi mỗi 129.600 năm là một kiếp? Đó là vì bối cảnh của Tây Du Ký. Mỗi một chu kỳ như vậy trôi qua thì trời đất sẽ bị hủy diệt và tái sinh một lần. Vậy nên tất cả các vị thần không thể tránh khỏi hai giai đoạn. Một là 500 thiên kiếp và hai là 129.600 năm đại kiếp. Trong toàn bộ thế giới Tây Du, Ngọc Hoàng Đại Đế đã trải qua 1.750 lần thế giới bị hủy diệt và tái sinh, trở về thời kỳ hỗn độn sơ khai. Ngọc Hoàng Đại Đế đã trải qua hơn 1.700 lần thế giới thay đổi. Sau một thời gian dài như vậy, khó mà tưởng tượng được tâm trí của ông ấy có thể sâu sắc đến mức nào. Kế hoạch của Ngọc Hoàng. Mọi hành động cố ý của Ngọc Đế trước đây đều có thể lý giải được. Từ việc cố tình để Tôn Ngộ Không vừa mới sinh ra đã bất tử, nếm đủ các món ăn trên thế gian, rồi lại dẫn dắt y đến đạo tràng của tổ sư Bồ Đề học hỏi. Nếu nhìn lại tuổi của Ngọc Đế, không ít người nghĩ rằng tổ sư Bồ Đề có thể chính là một trong những phân thân của Ngọc Đế. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, không có bất kỳ căn cứ nào. Nhưng mục đích chính của Ngọc Hoàng lúc này có phải là đặt một quân cờ phía bên Như Lai Phật Tổ hay không? Chúng ta đều biết trong thế giới Tây Du Ký có Tam Thanh, Tứ Ngự và Ngũ Lão. Mặc dù bên ngoài thứ tự địa vị được sắp xếp như vậy, nhưng điều này không đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. Chẳng hạn như Như Lai Phật Tổ, nếu xét về tuổi tác và thứ bậc, Ngài lại nhỏ hơn Ngọc Đế rất nhiều. Trong nguyên tác Tây Du Ký,
Vào thời điểm cuối cùng khi trời đất lần đầu mở ra, Như Lai Phật Tổ vẫn chưa hẳn là một nhân vật mạnh mẽ. Vì vậy, mặc dù trong Tây Du Ký không có đề cập rõ ràng về tuổi tác của Như Lai, nhưng có thể thấy xét về bậc trưởng, Ngài vẫn đứng sau Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng lực lượng Phật giáo do Ngài dẫn đầu lại vô cùng tài năng, như Tứ Đại Bồ Tát và 500 vị A-La-Hán đều có sức mạnh đáng kể. Đây là điều khiến Ngọc Hoàng quan tâm, nhưng mối lo lớn nhất của Ngài không phải là sức mạnh cứng rắn của Phật giáo, mà là khả năng truyền bá đức tin của họ. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến Phật giáo, người ta vẫn thường nghĩ đến lòng từ bi và lời khuyến thiện. Không một ai có ý thức phòng thủ trước đức tin ấy một cách tự nhiên. Đối với Ngọc Hoàng, một sinh vật đã sống hàng tỷ năm thì sức mạnh không phải là vấn đề, nhưng việc mất đi niềm tin của người khác lại là điều khiến Ngài cực kỳ lo lắng. Có người nói, đâu cần quan tâm đến tín ngưỡng làm gì, thì trong trường hợp này lại không như vậy. Nếu bạn cho rằng họ không tranh giành về tín ngưỡng, vậy tại sao Như Lai Phật Tổ lại cho phép Kim Thiền Tử đầu thai thành Đường Tăng? Về Tây Thiên lên Phật Cổ Kinh, sau đó lại mang về Đại Đường. Mục đích cuối cùng chẳng phải là để truyền giáo sao? Đức tin của Đại Đường chính là một miếng mồi ngon và có sức mạnh quan trọng với những vị thần tiên này. Kế hoạch của đạo gia. Tôn Ngộ Không được một vị đạo sĩ nuôi dưỡng và hướng dẫn để náo loạn thiên cung. Sau đó Ngọc Hoàng lại cố ý mời Như Lai Phật Tổ đến để trấn áp con khỉ này dưới Ngũ Hành Sơn. Phật Tổ có đôi mắt trí tuệ sáng suốt, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không nên quyết định sẽ thu nhận và sau đó tìm cho hắn một sư phụ tên là Đường Tăng. Một quân cờ của đạo gia như vậy đã được sắp đặt. Nhiều người cho rằng Như Lai Phật Tổ vì muốn cảm hóa mà sắp xếp cho Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên lấy kinh. Nhưng thực chất tất cả những điều này đều là ép buộc. Tôn Ngộ Không không tự nguyện làm công việc này, chỉ là vì Như Lai Phật Tổ quá mạnh nên hắn không thể chống lại được. Nhìn về phía đạo gia, Ngọc Hoàng Đại Đế lại thực sự trở thành nạn nhân khi cả thiên cung của Ngài cũng bị phá hoại, đảo tiên cũng bị Tôn Ngộ Không ăn mất. Điều quan trọng hơn, nếu Tổ sư Bồ Đề thực sự là phân thân của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì danh tính vị chủ nhân của kế hoạch này thực sự sẽ được tiết lộ. Một kế hoạch được sắp đặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đến Tôn Ngộ Không cũng phải nghe lời, thì chư Bát Giới, Sa Tăng cũng tương tự. Chỉ cần đập vỡ một cái ly là bị xử tội, chọc ghẹo Hằng Nga cũng bị ném xuống hạ giới. Điều này vừa nghe qua thì có vẻ bất hợp lý. Nhưng đây cũng chính là sự thay đổi sáng tối giữa những quân cờ. Mặc dù Như Lai Phật Tổ cũng là người có sức mạnh to lớn, nhưng nếu xét về sự tính toán vẫn chưa bằng Ngọc Hoàng Đại Đế với hơn 200 triệu năm kinh nghiệm. Giá trị của những quân cờ. Thực ra, khi Tổ sư Bồ Đề truyền dạy cho Tôn Ngộ Không, Ngài đã rất tận tâm. Tuy nhiên, Tổ sư lại không hề đề cập đến kiếp nạn 129.600 năm kia. Rõ ràng là Ngài không nghĩ rằng một con khỉ lại có thể vượt qua một đại kiếp nạn như vậy. Thậm chí đến khi thế gian diệt vong, không biết Tôn Ngộ Không sẽ đi về đâu nữa. Từ quan điểm này có thể thấy, trong mắt người lão làng như Ngọc Hoàng Đại Đế thì những kẻ hậu duệ này căn bản là không quan trọng, nhiều lắm cũng chỉ là những quân cờ. Về tuổi tác của Tôn Ngộ Không, thực ra cũng có thể ước lượng được, bởi vì hắn gắn liền với các triều đại hiện thực. Khi Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đi lấy kinh, thì Đại Đường Thịnh Trị đã bị áp bức suốt hơn 500 năm, nghĩa là vụ đại náo thiên cung xảy ra vào khoảng năm 12 sau công nguyên. Theo lời giải thích của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì Tôn Ngộ Không chỉ là một yêu quái cấp bậc nghìn năm, thậm chí còn chưa đạt một phần nhỏ của con số 120.000 năm, nên không thể xếp vào hàng những vị đại năng thông thiên. Tuy nhiên, xét về Tây Du Ký, năng lực của Tam Thanh không nhất định vượt trội hơn Tứ Ngự, nhưng địa vị của họ có lẽ còn cao hơn. Không quan trọng họ có lớn hơn Ngọc Hoàng Đại Đế hay không, nhưng họ chắc chắn là những người có thể vượt qua đại họa. Trong chương thứ 35, yêu quái Kim Giác đã giải thích cho Tôn Ngộ Không về nguồn gốc của Tứ Kim Hồ Lô rằng đây là một loại pháp bảo được tạo ra từ nguyên khí hỗn độn khi trời đất mới khai sinh do Thái Thượng Lão Quân hóa thành nữ oa nương nương phổ độ cứu vớt nhân gian, lập nên núi Côn Lôn với ngọn nguồn tuyệt diệu. Từ nguyên tác có thể thấy, Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện từ rất lâu. Ngay từ lúc khai thiên lập địa của thời đại này, ông cũng là một trong những người có thể sống qua được đại kiếp nạn. Tuy nhiên, việc Như Lai Phật Tổ có thể khiến Ngọc Hoàng Đại Đế quan tâm đến mức độ như vậy cũng chứng tỏ rằng
Như Lai không phải là một nhân vật tầm thường. Rõ ràng ngày ấy cũng có cách để giải quyết vấn đề này. Phật giáo phá được thế cục. Mặc dù biết được Ngọc Hoàng Đại Đế đã sắp xếp Tôn Ngộ Không làm quân cờ của mình, nhưng Phật tổ vẫn cẩn thận thu nhận con cờ này. Nếu đã đọc qua nguyên tác, bạn sẽ thấy đây hoàn toàn là quá trình Tôn Ngộ Không loại trừ tâm ma của chính mình. Thực ra, không hề có Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu, mà chỉ là Tôn Ngộ Không đang đấu tranh với chính bản thân mình. Cuối cùng đã thoát khỏi con quỷ bên trong và thực sự đã có được Phật tánh. Mặc dù Tôn Ngộ Không vẫn có thể nhớ lại những chuyện cũ, nhưng cũng không còn đối đầu với Như Lai Phật Tổ. Nếu cộng thêm danh hiệu đấu chiến thắng Phật sau khi thỉnh được chân kinh, thì việc Tôn Ngộ Không là quân cờ của Phật giáo hay đạo giáo lại càng khó xác định. Nếu xét theo quan điểm trên, thì Tây Du Ký thực sự còn là một tác phẩm thú vị hơn rất nhiều. Đó không chỉ là những xung đột giữa các nhân vật, mà giống như một bàn cờ của trời đất qua nhiều kiếp. Những bậc cao nhân đang đi từng nước cờ, còn những nhân vật chính mà chúng ta thường nghĩ, thực ra chỉ còn là những quân cờ. Sự thật về Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu. Yêu quái thật diễn xuất trong phim. Nhắc đến Tây Du Ký, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới phiên bản truyền hình năm 1986 do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của Tây Du Ký được chuyển thể từ nguyên tác của Ngô Thừa Ân lại là bản phát hành năm 1927. Nhưng bộ phim đã lập tức bị cấm. Thậm chí có người còn tiết lộ rằng trong phim có một con yêu quái thật tham gia diễn xuất. Nội dung và cảnh tượng trong phiên bản này khiến người xem phải rùng mình sợ hãi. Đây có phải là sự thật hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Năm 2011, khi Thư viện Quốc gia Na Uy đang phân loại tài liệu thì phát hiện ra bộ phim có một đoạn đã bị hư hỏng nặng. Sau nhiều lần so sánh, các chuyên gia xác định đây là phiên bản năm 1927 của bộ phim Tây Du Ký đã thất lạc nhiều năm ở Trung Quốc, có tên Động Bàn Tơ. Đã từng có rất nhiều bộ phim được lưu giữ ở Trung Quốc nhưng không may bị tiêu hủy trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Nếu bộ phim Tây Du Ký này không được du nhập vào Na Uy, có lẽ chúng ta đã không có cơ hội nhìn thấy diện mạo thực sự của nó. Sau khi được sửa chữa và phục hồi ở Na Uy, bộ phim được gửi đến Cục Lưu trữ phim của Trung Quốc để cất giữ. Toàn bộ cốt truyện của Động Bàn Tơ dài đến 140 phút, nhưng một phần phim đã bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa. Vậy nên, tất cả những gì còn lại mà chúng ta có thể xem chỉ còn vỏn vẹn trong 59 phút. Phiên bản Tây Du Ký năm 1927 được công chiếu ở Thượng Hải, Na Uy, Nam Dương và rất nhiều nơi khác vào thời điểm đó. Bộ phim đã thu hút lượng lớn người đến xem và trực tiếp đạt được doanh thu phòng vé khổng lồ hơn 50.000 nhân dân tệ. Vì nội dung sát với phần tác phẩm gốc và sử dụng các hiệu ứng đặc biệt chưa phổ biến. Theo mức giá lúc bấy giờ, 30 nhân dân tệ là số tiền chi tiêu hàng năm của một gia đình bình thường. Nên có thể nói, bộ phim đã mang lại cho nhà sản xuất doanh thu cực khủng. Kiệt tác hay như vậy, nhưng lại bị chính phủ Quốc dân đảng ban lệnh cấm chỉ sau vài ngày ra mắt. Lý do được đưa ra là vì những diễn viên trong phim mặc trang phục quá hở hang, khiến người xem có cảm giác không đứng đắn. Thậm chí tình tiết trong phim vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Ngoài ra còn có tin đồn rằng, bộ phim do yêu quái thật diễn xuất, bởi tướng mạo của bốn thầy trò đều khiến người xem rùng mình. Đường Tăng giống như biến thành nữ nhân, thanh tú nõn nà. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không thiếu đi chính nghĩa, khiến khuôn mặt trở nên hung ác. Chư Bát Giới biến thành một cái đầu lợn đen, mõm dài, vô cùng xấu xí. Sa Tăng mặt xanh nanh vàng, dáng vẻ hung tợn. Có thể nói phiên bản Động Bàn Tơ khác một trời một vực so với phiên bản Tây Du Ký năm 1986. Trong cốt truyện của Tây Du Ký, phiên bản trong giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc năm 1927, bốn thầy trò của Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh. Khi đi ngang qua Động Bàn Tơ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy nơi này có điều gì đó không ổn nên muốn đi kiểm tra xung quanh và dặn dò sư phụ ở yên tại chỗ đợi mình về. Tuy nhiên, Đường Tăng vì quá đói nên quên mất lời dặn của đệ tử, bị con nhện tinh biến thành mỹ nữ dụ vào Động Bàn Tơ. Trong đó có rất nhiều mỹ nữ vây quanh Đường Tăng và khi đồ ăn đều được bày ra trước mặt, Đường Tăng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi nắp dĩa mở ra, bên trong thực sự có một cái bàn chân người. Lúc này, Đường Tăng mới ý thức được mình đang ở một nơi nguy hiểm, vội vàng muốn rời đi, nhưng lại bị con nhện tinh bên cạnh kéo vào phòng tắm rửa và thay y phục. Khi xem đến lúc này,
chúng ta chỉ có thể tạm hiểu ra nguyên nhân tại sao Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu. Nhưng ngoại trừ việc nội dung ngoài sức tưởng tượng, thì còn bí mật gì ẩn chứa bên trong này nữa không? Sau khi Tôn Ngộ Không đi thăm dò bên ngoài trở về, phát hiện sư phụ đã biến mất từ lâu, hỏi các đệ tử mới biết được Đường Tăng đã một mình đi hóa duyên. Nhưng thời gian đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, thì chắc đã gặp phải yêu quái gần đó rồi. Thế là ba người đến trước động Bản Tơ kiểm tra, rồi tách nhau ra tìm kiếm tung tích của sư phụ. Chư Bát Giới vừa hay gặp phải Nhận Tinh hóa thành mỹ nữ ra ngoài tắm, trong chốc lát bị mê hoặc và cứ như vậy bị Nhận Tinh lừa vào trong hang. Cảnh tượng này tình cờ bị Tôn Ngộ Không đang giả vờ biến thành yêu quái nhìn thấy, nên vội vàng tiến lên để thu phục Nhận Tinh. Tuy nhiên, Chư Bát Giới khi nhìn thấy yêu tinh lại không biết là do sư huynh của mình hóa thành, nên bước tới kéo quần áo của Tôn Ngộ Không. Không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không chỉ có thể hiện nguyên hình mới có thể chấm dứt rắc rối này. Hai bên bắt đầu đánh nhau, nhưng Chư Bát Giới bị đánh liên tiếp liền tháo chạy, thậm chí còn bị yêu tinh cắt đầu để làm trò tiêu khiển. Chư Bát Giới không có đầu nên cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn lăn qua lăn lại trên mặt đất. May mắn thay, Tôn Ngộ Không kịp thời gắn đầu lại cho sư đệ, nhưng trong quá trình không cẩn thận lại gắn ngược đầu. Cảnh tượng trong phim lúc ấy vô cùng kỳ dị, khiến người xem không khỏi khiếp sợ. Nhân cơ hội này, Nhận Tinh không thể đánh bại được Tôn Ngộ Không, đã nhanh chóng dùng mạng nhện phong ấn cửa động rồi trốn thoát. Mặt khác, Đường Tăng được các yêu tinh sắp xếp đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc. Tiếng trống vang dội khắp trời trong động Bản Tơ, yêu quái ở tất cả mọi ngóc ngách trong động đều ngưng ly chúc mừng. Sau khi động chủ Nhận Tinh biết được Tôn Ngộ Không đang ở gần đó, liền muốn động phòng càng sớm càng tốt. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng của Đường Tăng, nó liền đưa cho một ly rượu pha thuốc đường. Đường Tăng không những không dám uống mà còn hất đổ, khiến Nhận Tinh tức giận, trực tiếp hiện nguyên hình, muốn xử tử Đường Tăng ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã cầu xin Quan Âm dùng tam muội chân hỏa đốt cháy mạng nhện ngoài cửa, đột nhập thành công động Bản Tơ và chế ngự yêu quái bên trong. Cuối cùng, bốn thầy trò trốn thoát khỏi động Bản Tơ và tiếp tục con đường lên Tây Thiên thỉnh kinh. Nội dung bộ phim này chỉ mô tả một kiếp nạn ở động Bản Tơ trong Tây Du Ký. Nhưng với phong cách táo bạo và tiên phong, phim đã gây ra nhiều cuộc tranh luận vào thời điểm đó và bị cấm phát sóng không lâu sau khi công chiếu. Còn đối với nhận định bên trong có yêu quái thật thì thật sự là như thế nào? Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân thực sự của việc Tây Du Ký phiên bản 1927 bị cấm sóng? Phiên bản trên của Tây Du Ký đã thu hút rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi chỉ trong vài ngày ra mắt. Bộ phim này thực sự đã khôi phục lại những mô tả của Tây Du Ký theo đúng nguyên tắc, nhưng những cảnh tượng trong đó lại luôn bị chỉ trích. Trong phim, để thể hiện yêu khí của Nhận Tinh, các diễn viên đã trực tiếp mặc áo yếm và xuất hiện trước ống kính để đánh nhau. Ngoài ra còn có Nhận Tinh mặc đồ bơi hiện đại khi đi tắm, mang đến cho mọi người một khung cảnh kỳ dị kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Nhưng trên thực tế, nó phản ánh Trung Quốc lúc bấy giờ đang ở trong tình trạng mâu thuẫn, xung đột, dung hợp giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Chịu ảnh hưởng của quan niệm phong kiến cổ xưa, khi người phụ nữ vẫn che kín toàn thân và cúi đầu nhìn xuống chân khi bước đi. Bộ phim này chắc chắn là một sự nhạo báng và châm biếm truyền thống phong kiến. Lúc Tây Du Ký phiên bản động Bản Tơ vừa bắt đầu bấm máy, đạo diễn Đản Đỗ Vũ vì nguyên nhân kinh phí đã cho vợ của mình là Ân Minh Châu đóng vai nữ chính. Trong phim, Đỗ Vũ thậm chí còn bắt vợ mặc đồ hở hang, nên theo tư tưởng phong kiến lúc bấy giờ, đây chắc chắn là việc bán vợ cầu tài và không có đạo đức. Tuy nhiên hai vợ chồng họ không hề quan tâm, thậm chí còn chuẩn bị phục chế các phần khác trong Tây Du Ký. Lý do này khiến nhiều người bắt đầu viết bài chỉ trích, khiến bộ phim đã bị cấm chiếu ngay sau khi lên sóng. Đồng thời các kế hoạch quay phim còn lại cũng được thông báo gác lại. Tuy nhiên, vẫn có tin đồn rằng lệnh cấm là do có yêu quái thật diễn xuất trong phim, nhưng đây thực sự chỉ là một sự hiểu lầm. Vào thời điểm đó, những bộ phim có hiệu ứng đặc biệt chưa phổ biến ở Trung Quốc. Để nắm bắt được nét đặc trưng của nhân vật trong Tây Du Ký, đạo diễn Đản Đỗ Vũ đã sử dụng nhiều điểm dừng trong quá trình quay phim và kỹ thuật phơi sáng kép để hoàn thiện các cảnh hiệu ứng đặc biệt. Những công nghệ này là bước đột phá đối với phim Trung Quốc và mọi người vào thời điểm đó đương nhiên sẽ cảm thấy mới lạ sau khi xem chúng. Phim ảnh vào thời điểm đó chỉ là đen trắng, không có âm thanh, cộng thêm cách hóa trang và diễn xuất của các diễn viên khiến hình ảnh trở nên u ám và đáng sợ, tạo cho người ta cảm giác vô cùng chân thực. Mặc dù bộ phim bị khán giả chỉ trích và cho rằng không đứng đắn, nhưng đó là một sự thử nghiệm táo bạo đi trước thời đại. Bởi suy cho cùng,
đối với những người làm nghệ thuật thì chỉ có sáng tạo liên tục mới có thể tìm thấy những cơ hội mới. Vị Bồ Tát kỳ quái nhất trong Tây Du Ký nguyên bản đã từng là một ngạo quỷ ở địa ngục, ngay cả Như Lai cũng phải sợ hãi. Bà là vị Bồ Tát đáng sợ nhất trong nguyên tác Tây Du Ký, từng là hóa thân của ngạ quỷ trong địa ngục và sống bằng cách ăn thịt người. Nhưng cuối cùng, bà lại có thể tu thành cả Phật và Đạo giáo. Rèn luyện được thần thông cao nhất đến mức ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng phải ba phần kinh nể. Vậy vị thần bí ẩn này thực sự là ai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Vị thần ẩn giấu trong Tây Du Ký. Có quan điểm cho rằng, trong nguyên tác của Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không mặc dù có sức chiến đấu vô song nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Trong nhiều tình huống cụ thể, Tôn Ngộ Không cũng bất lực trước một số yêu quái, chỉ có thể cầu cứu khắp nơi. Ví dụ trong chương 72 nguyên tác mang tên Động Bảng Tư, Thất Tinh Bắt Dãi, Suối Chặt Cấu, Bắt Giới Khuế Yêu. Tôn Ngộ Không đã bị một con yêu tinh làm cho bối rối. Bảy con nhện tại động thực ra không phải là điều làm cho đại đệ tử Đường Tăng phải bận tâm, mà nguyên nhân thật sự gây khó dễ cho hắn chính là vị đại tiên đạo giáo ở phía sau những yêu quái này, tức là con rết ngàn chân ở Hoàng Hoa Quán. Con rết tinh này có pháp lực rất mạnh mẽ, ngoài ra còn có kiến thức sâu sắc về thuật luyện đan. Đặc biệt, những con mắt khô trên cơ thể nó có khả năng phát ra xương độc và ánh sáng vàng, khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải bó tay. Con rết ngàn chân có nhiều điểm khác biệt với các yêu quái khác trong Tây Du Ký, bởi nó là một trong số ít yêu quái không ăn thịt Đường Tăng mà lại trực tiếp đầu độc. Điều thú vị này đã chỉ ra hai khả năng. Đầu tiên, có thể con rết tinh này không biết Đường Tăng là ai, chỉ đơn giản là báo thù cho sư muội và muốn giết Đường Tăng, mà hoàn toàn không biết rằng ăn thịt của người này có thể giúp nó trường thọ. Nhưng trên thực tế, tất cả các yêu tinh nhện, em gái của rết tinh đều biết bí mật trường thọ này, vậy nên khả năng đầu tiên rất khó xảy ra. Khả năng thứ hai là hắn đã biết Đường Tăng mang trọng trách thu thập kinh điển Phật giáo, nhưng lại không đủ thế lực để hành động dứt khoát mạnh mẽ. Hắn chỉ dám đặt bẫy mà không dám mơ tưởng đến thịt Đường Tăng. Việc hạ độc nhóm thầy trò Đường Tăng tương tự như đang tận dụng tối đa cơ hội để phô bày sức mạnh của bản thân, tạo dựng tên tuổi trong yêu giới. Nhưng mặc cho mục đích của giết tinh là gì thì không thể không nói rằng tên yêu quái này vẫn có chút bản lĩnh. Tôn Ngộ Không mặc dù bất lực nhưng vẫn gấp gáp cứu sư phụ mình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Ngộ Không đã tình cờ gặp Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu là một vị thần có ảnh hưởng lớn, không chỉ xuất hiện trong Tây Du Ký, mà câu chuyện của bà còn trải qua nhiều thời đại. Bà là một nữ anh hùng nổi tiếng trong lịch sử. Nhiều nữ anh hùng nổi tiếng như Phản Lê Huê, Trung Vô Diệm, Mộc Quế Anh và nhiều nhân vật khác đều được dân gian cho là đệ tử của Lê Sơn Lão Mẫu. Theo truyền thuyết, Lê Sơn Lão Mẫu chính là hóa thân của nữ oa Nương Nương. Sau khi gặp Lê Sơn Lão Mẫu, Tôn Ngộ Không nghĩ rằng có thể nhờ bà giúp đỡ, nhưng Lê Sơn Lão Mẫu không hề can thiệp mà lại giới thiệu cho hắn một vị Bồ Tát là Bì Lan Bà. Bì Lan Bà được nhắc đến trong hồi thứ 73 của Tây Du Ký. Ở một nơi xa hàng nghìn dặm có núi Tử Vân, là nơi Bì Lan Bà ẩn cư. Điều kỳ lạ là khi Lê Sơn Lão Mẫu chỉ đường cho Tôn Ngộ Không, bà đặc biệt dặn dò không được nói rằng đã nhận được chỉ dẫn từ bà, bởi vì Bì Lan Bà không thích bị quấy rầy. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một cái cớ. Sau khi nhận được chỉ dẫn, Tôn Ngộ Không tốn không ít công sức, cuối cùng đã tìm thấy Bì Lan Bà trong động Thiên Hoa. Vậy tại sao Lê Sơn Lão Mẫu không cho phép Tôn Ngộ Không nhắc đến danh hiệu của bà? Có một cách giải thích là động Thiên Hoa không phải là đạo tràng của Bì Lan Bà, mà chỉ là nơi ẩn cư. Đạo tràng của bà rất có thể nằm ở Hoàng Hoa Quán, và chỉ sau khi bà rời đi thì nơi đó mới bị giết tinh chiếm giữ. Từ tên gọi của hai địa điểm có thể thấy, Bì Lan Bà rất thích hoa. Việc dùng hoa để luyện đan, bảo chế thuốc cũng là một trong những thần thông của bà. Còn giết tinh rất có thể chỉ học lén được phương pháp luyện đan của Bì Lan Bà để có được trình độ như vậy. Nó cũng xem như là một trong những đệ tử của Bì Lan Bà. Khi giết tinh muốn luyện đan, đương nhiên cũng cần nhiều loại hoa thuốc, nên đám nhện tinh thường xuyên thu thập cho hắn các loại hoa thuốc. Sau khi cứu được Đường Tăng cùng những người khác, Bì Lan Bà thấy họ bị trúng độc nhưng không hề lo lắng, mà ngược lại, bà lập tức lấy ra thuốc giải độc. Loại độc này do giết tinh điều chế kỹ lưỡng, thuốc giải thông thường chắc chắn không có tác dụng, thế nhưng thuốc giải của Bì Lan Bà lại có hiệu quả ngay lập tức.
liệu có khả năng loại độc này thực sự do Bì Lan Bà đã nghiên cứu ra hay không? Nếu tiếp tục theo hướng suy nghĩ này thì vấn đề đặt ra là tại sao bà lại không ở trong đạo tràng Hoàng Hoa mà lại chọn sống ẩn tật trong động Thiên Hoa? Thực ra việc này có liên quan đến Như Lai Phật Tổ. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, Bồ Tát Bì Lan Bà có nguồn gốc bí ẩn nhất thực sự đáng sợ đến mức nào? Tại sao có người lại cho rằng địa vị của bà có thể còn cao hơn cả Quan Âm Bồ Tát? Sức mạnh của Bì Lan Bà. Như đã đề cập trước đó, sức mạnh của Lê Sơn Lão Mẫu là điều không thể bàn cãi, nhưng ngay cả bà cũng không muốn đắc tội với Bì Lan Bà. Vì vậy, đã không cho Tôn Ngộ Không tiết lộ rằng chính bà là người chỉ dẫn. Thực ra Bì Lan Bà ban đầu là một nữ quỷ nằm trong số 10 ác quỷ lớn nhất của địa ngục. Nữ quỷ được hiểu là những ác quỷ ăn thịt người, có khả năng bay bổng và lẩn trốn dưới mặt đất. Hình ảnh của nữ quỷ nhanh nhẹn như gió, lại hết sức quyến rũ, trong khi quỷ nam thì lại vô cùng xấu xí. Sau này khi Đức Phật truyền đạo, Ngài đã chuẩn bị giáo hóa những ác quỷ này. Tuy nhiên, Đức Phật ở đây không phải là Như Lai mà là một vị Phật lớn trước đó. Phần lớn các ác quỷ đã từ chối được cứu độ và cuối cùng chỉ có Bì Lan Bà là vẫn tồn tại sau khi bị Đức Phật tiêu diệt. Trong sự cảm hóa của Đại Pháp, bà đã cảm nhận được ý nghĩa của Phật giáo, thực sự buông bỏ đồ đao, trở thành một vị Bồ Tát có địa vị rất cao. Trong Phật giáo, để có thể trở thành Phật hay Bồ Tát chỉ có hai con đường. Một là dần dần giác ngộ và hai là lập tức giác ngộ. Con đường đầu tiên là trải qua hàng triệu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng giác ngộ Phật Pháp và đạt được quả vị. Con đường thứ hai là dựa vào duyên phận để giác ngộ. Ngay cả khi người đó trước đây đã làm nhiều điều ác, nhưng chỉ cần họ thực sự hiểu được chân lý của Phật, họ cũng có thể lập tức thành Phật. Mặc dù phương pháp thứ hai có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khó khăn hơn rất nhiều. Đức Phật đã cứu độ rất nhiều người, trong số đó có người có thể lập tức thành Phật thì lại rất hiếm. Từ đó có thể thấy, mức độ hiểu biết của Bì Lan Bà là rất cao. Một khi những người này không thể giác ngộ và lại phạm phải nhiều tội lỗi, cuối cùng họ chỉ có thể chịu kết cục bị tiêu diệt. Ban đầu, Bì Lan Bà học về pháp thuật đạo giáo, nhưng sau khi giác ngộ thành Phật, Phật Pháp trong bà phát triển mạnh mẽ, nên Bì Lan Bà trở thành một đấng mạnh mẽ của cả Phật giáo và đạo giáo. Mặc dù vậy, so với Như Lai Phật Tổ, bà vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi thành Phật, Bì Lan Bà thường xuyên đến Linh Sơn để nghe giảng. Nhưng nhiều tiểu tăng ở Linh Sơn lại xem thường Bì Lan Bà, cho rằng bà đã từng phạm nhiều tội lỗi nặng nề, nên thường có thái độ khinh miệt và chế giễu. Sau này, trong các buổi thuyết pháp, Như Lai Phật Tổ cũng nhiều lần có những lời làm tổn thương, khiến bà quyết định rời khỏi Linh Sơn và thề rằng sẽ không trở lại nơi này trong suốt cuộc đời mình. Nhưng liệu Như Lai Phật Tổ có yên tâm về khả năng của Bì Lan Bà hay không? Như vậy thì lý do Bì Lan Bà ẩn dật ở Động Thiên Hoa cũng đã rõ. Tuy nhiên, dù có ẩn dật suốt 300 năm, bà vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Linh Sơn. Vào thời điểm đó, tại Linh Sơn có một con bọ cạp tinh. Như Lai Phật Tổ thấy con bọ cạp tinh mỗi ngày đều nghe thuyết pháp, liền đưa tay ra chạm vào nó. Không ngờ, bọ cạp phản ứng rất mạnh, trực tiếp đốt bị thương Như Lai rồi trốn thoát. Ngài đã phái Kim Cang đi bắt con bọ cạp tinh, nhưng Kim Cang biết giữa Như Lai và bọ cạp tinh có mối quan hệ gì đó, nên không dám thật sự ra tay. Trong hồi thứ 54 của Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng đi qua Nữ Nhi Quốc đã chạm trán với bọ cạp tinh. Đến Quan Âm Bồ Tát cũng nói rằng mình không thể đụng đến bọ cạp tinh. Liệu điều này có liên quan gì đến Như Lai Phật Tổ hay không? Quan Âm Bồ Tát đã hướng dẫn Tôn Ngộ Không đi tìm Mão Nhật Khê Tinh Quân. Vì Mão Nhật Khê Tinh Quân là một con gà nên có thể khắc chế bọ cạp tinh. Một điều trùng hợp là mẹ của Mão Nhật Khê Tinh Quân chính là Bì Lan Bà. Vậy nên, việc Bì Lan Bà xuất hiện trong hồi 74 là do Tôn Ngộ Không tìm đến hay bà chủ động bày mưu lộ diện cũng khó mà nói rõ. Vậy mối quan hệ giữa Bì Lan Bà và Diết Tinh còn có những câu chuyện nào khác nữa? Bì Lan Bà, một vị Bồ Tát kỳ quái, lại là hiện thân của ma đói địa ngục có địa vị cao hơn cả Bồ Tát Quan Âm. Trong khi đó, mối quan hệ của Bì Lan Bà với Diết Tinh thực sự không đơn giản như chúng ta đã thấy. Những câu chuyện ẩn giấu trong Tây Du Ký. Chúng ta đều biết trong thiên giới không được phép yêu đương, nhưng Bì Lan Bà lại có con trai là Mão Nhật Kê Tinh Quân. Hơn nữa, con trai bà còn giữ chức vụ trong thiên đình. Những ai hiểu biết chút ít về Tây Du Ký nguyên tắc sẽ biết, Phật giáo và Đạo giáo
tuy bề ngoài hòa hợp, nhưng thực chất lại là mối quan hệ cạnh tranh. Bí Lan Bà trước đây từng là người của Linh Sơn, nhưng mối quan hệ với Thiên Đình vẫn không rõ ràng. Bà cũng tu luyện cả Phật và Đạo, nên địa vị của bà rất khó xác định. Nhiều người tò mò về chồng của Bí Lan Bà là ai. Thực ra Bí Lan Bà không có chồng, bà có thể sinh ra Mão Nhật Kê Tinh Quân là nhờ cảm nhận được năng lượng giao hòa giữa trời đất. Điều này giống như việc Phượng Hoàng sinh ra Công và Đại Bàng, cũng đều nhờ ảnh hưởng của khí giao hòa giữa trời đất mà được thai nghén. Vậy câu chuyện về mối quan hệ giữa Bí Lan Bà và Diết Tinh là gì? Chúng ta đã nói trước đó, Bí Lan Bà bắt đầu tu luyện tại Hoàng Hoa Quán, còn Diết Tinh thường xuyên đến đạo tràng để xem Bí Lan Bà tu luyện và luyện đan dược. Cũng nhờ đó mà nó tu luyện thành tinh. Sau này khi Bí Lan Bà đến Động Thiên Hoa để ẩn cư, Diết Tinh đã chiếm lấy chỗ bà ta. Vì vậy ở mức độ nào đó có thể nói, Diết Tinh là đệ tử của Bí Lan Bà, mặc dù chỉ là học lén. Bí Lan Bà đã giúp Tôn Ngộ Không chế ngự Diết Tinh, nhưng khi bắt giới muốn giết nó thì bà lại ngăn cản. Bí Lan Bà nói rằng mình đang cần một người canh giữ nên muốn thu nhận Diết Tinh. Câu nói này thực sự có hai cách hiểu. Thứ nhất, Bí Lan Bà có thể vì mối duyên thầy trò nên muốn giữ mạng sống của Diết Tinh. Cách hiểu thứ hai là bà thực sự đang chuẩn bị phòng bị đối với sự tấn công của Linh Sơn. Bí Lan Bà đã ẩn mình trong Động Thiên Hoa 300 năm, biết được nơi bà ẩn náu chỉ có rất ít người. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết dưới sự chỉ dẫn của ai mà biết được nơi bà ẩn náu. Sau này trong quá trình tu luyện, người từ Linh Sơn dễ dàng đột nhập thì đó là một vấn đề lớn. Nếu như có thể để con trùng độc giữ cổng núi, đó chắc chắn là một trợ thủ vô cùng hiệu quả. Diết Tinh có một khả năng phát ra ánh sáng vàng mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể xuyên qua. Tôn Ngộ Không lúc quấy rối ở Thiên Cung khiến các bậc thần tiên hoàn toàn bó tay, nhưng khi đối mặt với ánh sáng vàng, hắn lại bị cái ánh sáng đó làm cho đau đầu. Qua đó có thể thấy, khả năng điều khiển ánh sáng vàng này là vô song trên thế gian. Rất có thể, Bí Lan Bà đã nhìn thấy điểm này của Diết Tinh, nên muốn mang nó về nhà để giữ cửa. Lần này, bà đã lộ diện, có lẽ sẽ gặp càng nhiều phiền phức hơn. Cho dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng bị quấy rầy mỗi ngày cũng thật sự rất phiền phức. Bạn nghĩ gì về nhân vật Bí Lan Bà? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Bạch Long Mã vì sao không muốn trở thành Bồ Tát mà lập tức nhảy xuống Hóa Long Trì sau khi đã lấy được kinh điển? Điều đáng ngạc nhiên là trong Tây Du Ký, Tiểu Bạch Long mặc dù không có sự hiện diện mạnh mẽ, nhưng cuối cùng khi đến được Tây Thiên lại được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Kỳ lạ hơn nữa là mặc dù rất vui mừng sau khi được phong làm Bồ Tát, lại lập tức nhảy vào Hóa Long Trì. Tại sao nhân vật này lại phải làm như vậy? Làm Bồ Tát không phải tốt hơn sao? Rốt cuộc hậu quả gì sẽ xảy ra nếu Tiểu Bạch Long trở thành Bồ Tát thay vì nhảy xuống Hóa Long Trì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Bí ẩn về thân phận của Tiểu Bạch Long. Nếu bạn đã xem qua Tây Du Ký, chắc chắn sẽ ấn tượng với nhân vật Tiểu Bạch Long, người chăm chỉ chịu trách nhiệm chở đường tăng đến Tây Thiên. Sau khi đại nghiệp thỉnh kinh thành công, Tiểu Bạch Long được phong làm Bát Bộ Thiên Long Giảng Lực Bồ Tát. Sau khi hoàn thành công đức, đường tăng đã trở về đại đường, Tôn Ngộ Không cũng quay lại Hoa Quả Sơn. Ngay cả Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng đều có nơi đi về, nhưng chỉ có lựa chọn của Tiểu Bạch Long thì khá kỳ lạ. Sau khi trở thành Bồ Tát, việc đầu tiên của anh là nhảy vào Hóa Long Chỉ ở Linh Sơn và ở lại nơi này. Tại sao Tiểu Bạch Long lại làm như vậy? Để giải thích điều này, chúng ta cần bắt đầu từ thân phận của Bạch Long. Tiểu Bạch Long là con trai thứ ba của Tây Hải Long Vương nên được gọi là Tam Thái Tử. Tuy nhiên, địa vị của Tam Thái Tử này không hề cao như mọi người tưởng tượng. Đầu tiên là trong bốn vị Long Vương, chỉ có Đông Hải Long Vương là thực sự thuộc dòng dõi rồng, có thân phận cao quý và thống trị bốn biển. Ba vị Long Vương còn lại tuy cũng được gọi là rồng, nhưng thực tế chỉ là thuộc hạ của Đông Hải Long Vương, không phải là dòng dõi rồng chân chính, mà chỉ là rồng cấp thấp. Trong thế giới của Tây Du Ký, thì rồng không phải là một sinh vật tối cao, ngược lại, chúng trở thành thức ăn của các vị thần. Khi Tôn Ngộ Không gây rắc rối ở Thiên Cung, Ngọc Hoàng đã mời Như Lai Phật Tổ đến để giúp đỡ. Sau đó, để bày tỏ lòng biết ơn, Ngọc Hoàng lại làm tiệc mừng chiêu đãi Như Lai Phật Tổ bằng gan rồng và tủy phượng. Ngoài ra thì Kim Xí Điểu, một yêu quái tự xưng là chú của Như Lai Phật Tổ, lại có một sở thích kỳ lạ
là thích ăn thịt rồng. Theo ghi chép trong kinh thư, Kim Xí Điểu trung bình mỗi ngày sẽ ăn 501 con rồng. Nhiều người thắc mắc rằng trên thế giới tại sao lại có nhiều rồng đến như vậy? Thông qua những ví dụ trên có thể thấy, vị trí của loài rồng trong thế giới Tây Du Ký có lẽ ở mức độ nào đó, Tây Hải Long Vương thực ra không phải là một con rồng thật sự, mà chỉ là một con giao long bình thường. Vậy thì danh phận của Tam Thái Tử lại càng không quan trọng. Tây Hải Long Vương cũng không phải là người xem trọng tình cảm gia đình. Trong lòng ông, địa vị của Tam Thái Tử thậm chí còn không bằng một viên ngọc sáng. Trong nguyên tác Tây Du Ký, Tiểu Bạch Long vì đã gây hỏa hoạn làm cháy viên ngọc trong cung nên bị cha mình báo lên thiên đình. Ngọc Hoàng đã kết tội Tiểu Bạch Long về tội bất hiếu, không chỉ treo lên đánh 300 roi mà còn xử án tử hình chỉ vì một viên ngọc nhỏ nhoi. Dù đó có là thứ được Ngọc Hoàng ban tặng, nhưng với tư cách là một người cha, đáng lẽ ông cũng nên cố gắng cứu con của mình khỏi tội. Tuy nhiên, Tây Hải Long Vương lại trực tiếp báo cáo mà không hề để ý đến tình cha con. So sánh với Đông Hải Long Vương, sau khi con trai bị Na Cha lột da và rút gân, ông đã mạo hiểm vi phạm quy tắc thiên đình để gây lũ tại Trần Đường Quan. Sự chênh lệch này rất rõ ràng, nên mặc dù Tiểu Bạch Long là Tam Thái Tử của Long Vương, nhưng danh phận rồng là giả. Địa vị của một Tam Thái Tử cũng chỉ là hư ảo. Thêm vào đó, Tiểu Bạch Long còn bị kết án tử hình. Có thể nói hoàn cảnh lúc bấy giờ đã tệ đến mức không thể thảm hơn. May mắn thay, Bồ Tát Quan Thế Âm đã mở lời cầu xin với Ngọc Đế, nhờ đó mà Tiểu Bạch Long có cơ hội chuộc tội. Trong thời gian chờ đợi Đường Tăng, Tiểu Bạch Long đã hồi hướng về quá khứ của mình và trong lòng rất oán hận cha. Trong Tây Du Ký hậu truyện, Tiểu Bạch Long kiên quyết không chịu xuất quân cứu giúp khi ma binh Vô Thiên tấn công Tây Hải Long Vương. Cốt truyện này rất hợp lý, bởi nguyên nhân chính của quyết định ấy là những trải nghiệm của Tiểu Bạch Long. Sau khi thành công trong việc thu thập kinh điển, Tiểu Bạch Long đã ngay lập tức chọn nhảy vào Hóa Long Trì, đặt nền móng cho một âm mưu. Kết thúc của tác phẩm Tây Du Ký có phải ám chỉ đến sự thật đen tối trên con đường thu thập kinh điển? Tại sao trong năm thầy trò chỉ có Tiểu Bạch Long là mãi mãi ở lại Linh Sơn? Điều này liên quan đến một kế hoạch mà đã để lại khi thu phục Tiểu Bạch Long. Mối quan hệ giữa Tiểu Bạch Long và Bồ Tát Quan Thế Âm. Như chúng ta vừa nhắc đến, Tiểu Bạch Long mặc dù được gọi là Tam Thế Tử của Long Vương, nhưng thực chất thân phận và xuất thân lại rất đáng thương. Đặc biệt là khi bị Ngọc Đế tuyên án tử hình, việc sống sót trở thành một điều xa xỉ. Trong lúc Tiểu Bạch Long tuyệt vọng, Bồ Tát Quan Thế Âm đã xuất hiện và xin Ngọc Đế tha mạng cho Tiểu Bạch Long, nhưng với một điều kiện là phải cõng một vị hòa thượng đi Tây Thiên thu thập kinh điển. Điều đó tương đương với việc để Tiểu Bạch Long hóa thân thành ngựa. Đối với công việc này, Tiểu Bạch Long vô cùng phản kháng, vì suốt đoạn đường không thể sử dụng pháp lực, bản thân đã rất vất vả. Hơn nữa trên đường đi gặp phải nhiều khó khăn trở ngại, khi rất nhiều yêu ma quỷ quái cản đường. Ngay cả chưa bắt giới cũng nhiều lần muốn từ bỏ, đừng nói đến Tiểu Bạch Long với sức mạnh bình thường. Bồ Tát Quan Thế Âm hiểu được tâm tư của Tiểu Bạch Long, nhưng vì muốn sống sót, hắn chỉ còn cách đồng ý với ngài. Do đó, khi Đường Tăng và các thầy trò thu phục Tiểu Bạch Long, Bồ Tát Quan Thế Âm đã lấy đi một thứ vô cùng quan trọng, chính là một viên minh châu trong cơ thể hắn. Viên minh châu này không phải là kỳ chân dị bảo, mà chính là nguồn gốc của tất cả công lực và pháp thuật của Tiểu Bạch Long, tức là thứ mà những người tu hành coi trọng nhất, nội đan. Nội đan là một tồn tại vô cùng quan trọng trong hệ thống tu tiên, đặc biệt đối với yêu quái, bởi đó là nguồn gốc sức mạnh của họ. Đặc biệt là vào những thời điểm nguy hiểm, họ thậm chí có thể dùng nội đan làm vũ khí để liều mạng và mang lại sức mạnh to lớn. Nguyên nhân Bồ Tát Quan Thế Âm lấy đi nội đan của Tiểu Bạch Long là để khiến Tiểu Bạch Long không còn suy nghĩ khác, chỉ cần chăm chỉ chở Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Bởi khi mất đi nội đan, Tiểu Bạch Long khó có thể đứng vững ở nơi khác nếu rời khỏi đồng đội. Tất nhiên đây chỉ là biện pháp đề phòng, bởi Bồ Tát Quan Thế Âm tin rằng vào lúc này Tiểu Bạch Long không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa, ngài đã hứa với Tiểu Bạch Long rằng chỉ cần suốt hành trình tận tâm tận lực, đến khi công đức hoàn thành sẽ tự nhiên đạt được thành quả. Sự can thiệp của Bồ Tát Quan Thế Âm thực sự đã phát huy tác dụng tốt, giúp Tiểu Bạch Long trở thành một con rồng thần thực sự. Suốt dọc đường, Tiểu Bạch Long luôn làm việc chăm chỉ không than vãn. Mặc dù rất ít khi ra trận đối đầu, nhưng hắn lại luôn có thể phát huy tác dụng trong những khoảnh khắc then chốt.
ví dụ như trong phần Hoàng Bảo Quái ở Bảo Tượng Quốc. Khi đó Tôn Ngộ Không đã bị sư phụ đuổi đi, nên Tiểu Bạch Long phải hóa thân thành hình người và dùng sức mạnh hạn chế để giao chiến với yêu quái. Sau đó chính Tiểu Bạch Long đã thuyết phục Đường Tăng cho Tôn Ngộ Không quay trở lại, giúp cả nhóm không bị tan rã. Có thể nói, Tiểu Bạch Long đã thể hiện rất tốt trên con đường thu thập kinh điển. Nếu không có Tiểu Bạch Long thì đội ngũ có lẽ đã tan vỡ. Nhưng hắn cũng rất hiểu rằng trong năm thầy trò chỉ có bản thân mình là không có sự lựa chọn. Nếu không đi lấy kinh thì Tôn Ngộ Không đã quay về Hoa Quả Sơn. Đường Tăng chính là hiện thân của Kim Thiền Tử. Trừ Bát Giới thì có Cao Lão Trang, Sa Tăng cũng có thể sống vui vẻ bên dòng sông Lu Sa. Nhưng còn Tiểu Bạch Long thì sao? Hắn đã bị thiên đình từ chối, gia đình cũng đã trở thành kẻ thù, lại còn bị Bồ Tát thu mất nội đan, nên chỉ còn con đường đi lấy kinh. May mắn là trời xanh không phụ lòng người có ý chí, họ cuối cùng đã vượt qua khó khăn. Qua sự nỗ lực, thầy trò họ đã lấy được chân kinh và đều nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, trong số phần thưởng được trao tặng lại có một cảnh rất khó hiểu xuất hiện. Phần thưởng của Tiểu Bạch Long lại cao hơn cả hai sư huynh. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, kết thúc của bốn thầy trò Đường Tăng lại không vinh quang bằng Tiểu Bạch Long. Bạch Long cả chặng đường không nói một lời, nhưng cuối cùng lại trực tiếp thay đổi số phận, đứng đầu toàn bộ Long tộc. Tiểu Bạch Long thay đổi số phận. Đường Tăng vì tấm lòng thành kính hướng về Phật, kiến thức về Phật Pháp vô cùng sâu sắc, cộng thêm việc ông là kiếp sau của Kim Thiền Tử, nên được phong làm Chiên Đàn Công Đức Phật. Tôn Ngộ Không cũng nhờ những công lao to lớn mà được công nhận mạnh mẽ trong sức chiến đấu, vì thế được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. So với đó, Trương Bát Giới và Sa Tăng thì có phần kém hơn nhiều. Trương Bát Giới vì tính ham ăn lười biếng, trên đường đi nhiều lần gần như vi phạm giới cấm sắc, thậm chí đã không ít lần muốn bỏ cuộc trở về nhà, nên chỉ được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả. Còn Sa Tăng, mặc dù làm việc chăm chỉ và không phản nàn, nhưng hầu như không có đóng góp lớn nào. Khi gặp khó khăn, chỉ biết kêu gọi hai vị sư huynh, nên cuối cùng chỉ nhận được danh hiệu Kim Thân La Hán. Điều đáng ngạc nhiên là Tiểu Bạch Long, mặc dù không có sự hiện diện mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại được phong làm Bát Độ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Mặc dù đây là cấp bậc thấp nhất trong số các Bồ Tát, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với Sứ Giả và La Hán. Tuy nhiên, điều mà Tiểu Bạch Long quan tâm không phải là danh hiệu Bồ Tát, mà ngược lại, hắn rất hài lòng với danh xưng của Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Bát Bộ Thiên Long đề cập đến có 8 bộ thần thủ hộ bảo vệ là Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kim Xí Điểu, Thần Na La, Ma Hầu La Già. Quảng Lực Bồ Tát của Bát Bộ Thiên Long chính là người phụ trách quản lý 8 bộ này. Trong đó, Rồng cũng bao gồm 4 vị Long Vương của Tứ Hải. Khi Tiểu Bạch Long bị cha bỏ rơi, hắn lòng đầy đau khổ và oán hận. Mặc dù trong hành trình thu thập kinh điển cảm xúc ấy dần dần phai nhạt, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn luôn có ý nghĩ phải chứng minh được bản thân. Khi được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, Tiểu Bạch Long đã vượt qua cả cha mình và Long Vương Đông Hải. Cảm xúc này thực sự rất thoải mái. Sau khi nghe ban thưởng, Tiểu Bạch Long vốn rất vui mừng, nhưng khi nhìn về phía Bồ Tát Quan Thế Âm, phát hiện ra Bồ Tát hoàn toàn không nhìn cậu. Tiểu Bạch Long nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm muốn xin lại nội đan, nhưng phản ứng của Bồ Tát khiến cậu nhận ra Bồ Tát không có ý định trả lại cho hắn. Lý do thì Tiểu Bạch Long cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Bạch Long quyết định nhảy vào Hóa Long Chỉ ở Linh Sơn. Hành động này của Tiểu Bạch Long chắc chắn là một quyết định khôn ngoan, bởi vì không có nội đan, dù hắn có trở thành Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát thì sức mạnh cũng rất yếu kém. Hơn nữa, vị thế của Rồng vốn đã yếu, với sức mạnh như vậy, khi ra ngoài cũng không thể tránh khỏi việc trở thành bữa tiệc của những vị thần mạnh mẽ, nên Tiểu Bạch Long đã nhảy thẳng vào Hóa Long Trì. Qua Hóa Long Trì, từ thân hình nhỏ bé ban đầu, hắn đã ngay lập tức tiến hóa thành một con thần long thực thụ. Sau khi trở thành thần long, sức mạnh của Tiểu Bạch Long đã ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng vì lý do này, trong trường hợp không được triệu tập thì Tiểu Bạch Long khó có thể rời khỏi Linh Sơn, chỉ có thể là một thần thú của Linh Sơn. Cần nói thêm về Hóa Long Trì, nơi này vốn chứa nước tiểu của các vị thần long. Đối với các sinh linh bình thường có tác dụng hóa thân thành rồng, còn với long tộc thì có thể giúp thăng hạn. Như đã đề cập ở video, Kim Xí Điểu mỗi ngày ăn hơn 500 con rồng chính là những con rồng được thuần hóa từ Hóa Long Trì. Nếu Tiểu Bạch Long không nhảy vào Hóa Long Trì,
có thể cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận trở thành thức ăn. Có sự che chở của Phật tổ nên không còn sợ hãi Kim Sí Điểu nữa. Có thể nói rằng Tiểu Bạch Long đã chịu đựng nhọc nhằn và trung thành cùng Đường Tăng trong suốt quãng đường thỉnh kinh, nên có thể xem như đã hoàn thành công đức. Vì vậy, phần thưởng trên là hoàn toàn xứng đáng. Là người phụ nữ duy nhất trong Tây Du Ký đã nuốt Đường Tăng vào bụng, nhưng bà không chỉ không đạt được trường sinh bất lão mà còn chết dưới chính tay con trai của mình. Vậy cuối cùng người phụ nữ này là ai và mang trong mình bí mật kinh thiên động địa nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Trong Tây Du Ký không có nhiều nhân vật nữ, nhưng nếu nói về những người phụ nữ kỳ lạ thì phải nhắc đến nhân vật mẹ của Đường Tăng là Ân Vân Kiều. Những ai đã đọc Tây Du Ký đều biết Ân Vân Kiều vốn là con gái của thừa tướng. Cô đã ném tú cầu để chọn chồng và chúng phải Trọng Nguyên mới đỗ, Trần Quang Nhụy. Hai người vừa gặp đã yêu nhau. Cuộc hôn nhân có thể xem là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng trời không chiều lòng người. Trần Quang Nhụy trên đường nhậm chức cùng Ân Vân Kiều đã bị Lưu Hồng hãm hại. Không chỉ bản thân mất mạng mà ngay cả Ân Vân Kiều đang mang thai cũng bị Lưu Hồng nhắm đến. Cuối cùng, Lưu Hồng thậm chí đã thay thế Trần Quang Nhụy nhậm chức trong suốt 18 năm mà không ai phát hiện ra. Mặc dù cuối cùng Lưu Hồng cũng bị bắt, nhưng sự việc này lại đầy rẫy những điều kỳ lạ. Đầu tiên là chức vụ của thừa tướng rất cao. Có thể nói là ngoài hoàng đế ra thì thừa tướng chính là người lớn nhất. Vậy mà với tư cách là con gái của thừa tướng, Ân Vân Kiều lẽ ra phải có rất nhiều thanh niên tài giỏi đến để cầu hôn. Nhưng tại sao cô lại chọn cách ném tú cầu để tìm chồng? Với thân phận của mình, việc Ân Vân Kiều muốn lấy được Trạng Nguyên rõ ràng là điều hết sức đơn giản, nhưng không ai hiểu vì sao cô lại chọn cách này để lấy Trần Quang Nhụy. Ném tú cầu là một kỹ năng rất khó. Để tìm được người hợp mắt giữa rất nhiều người vốn dĩ không phải là một việc đơn giản, huống chi còn phải chính xác ném trúng người này. Thật sự là khó khăn gấp bội. Nếu chẳng may ném lệch, trúng phải những kẻ không ra gì, trước mắt mọi người muốn rút lại cũng không phải là dễ dàng. Từ đó có thể thấy, việc ném tú cầu dù thế nào cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Phải chăng cả gia đình thừa tướng đều trở nên hồ đồ khi đưa ra phương án này? Thực tế không phải như vậy, bởi vì Ân Vân Kiều không chỉ chú ý đến chàng trai tài hoa Trần Quang Nhụy mà còn ném một phát trúng ngay. Buổi cầu hôn thật sự giống như được thiết kế riêng cho Trần Quang Nhụy, bởi vì để ném trúng ông thì nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện. Đầu tiên là thời điểm tổ chức phải trùng với ngày tân khoa Trạng Nguyên diễu hành. Thứ hai là địa điểm ném tú cầu phải là tuyến đường mà Trạng Nguyên đi qua. Và cuối cùng, kỹ thuật của Ân Vân Kiều phải rất cao siêu. Hai điều kiện đầu tiên thực ra rất dễ hoàn thành, vì cha của Ân Vân Kiều là một đại thần, nên những tin tức ấy rất dễ dàng để tìm hiểu. Do đó, Ân tiểu thư chỉ cần tập luyện cho tốt kỹ thuật ném tú cầu là được. Rõ ràng cuộc tuyển chọn hôn nhân này là nhằm vào Trần Quang Nhụy. Vậy tại sao một vị đại thần lại phải tốn công sức lớn như vậy để ép buộc con gái mình phải gả cho Trần Quang Nhụy? Việc cưới được con gái của thừa tướng đối với Trần Quang Nhụy thực ra không phải là một điều may mắn. Đầu tiên, thân phận của hai người vốn dĩ đã có sự chênh lệch. Thứ hai là sau khi Ân tiểu thư ném tú cầu, ngay lập tức có một đám hầu gái và gia đình trực tiếp xuống mời Trần Quang Nhụy đến phủ. Sau đó đã trở thành vợ chồng một cách mơ hồ, vỏn vẹn chỉ trong một ngày. Theo lẽ thường, việc kết hôn thường do cha mẹ sắp đặt và có sự tác động của người mai mối. Đặc biệt là đối với phụ nữ, càng sợ kết hôn với người không phù hợp. Thế nhưng Ân thừa tướng lại không bận tâm đến điều đó. Thậm chí ông còn không hỏi thăm Trần Quang Nhụy trước đó đã có vợ hay chưa, mà trực tiếp gả con gái mình cho ông. Từ đây có thể thấy, Ân thừa tướng rất có thể đã sớm để mắt đến Trần Quang Nhụy và cử người âm thầm điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của ông. Vì vậy mới không lo lắng con gái sẽ chịu thiệt thòi. Vậy câu hỏi mới đặt ra là tại sao vị thừa tướng này lại vội vàng gả con gái mình như vậy? Một người phụ nữ có xuất thân là con gái thừa tướng, vợ của Trạng Nguyên và là mẹ của Đường Tăng thì lẽ ra phải sống trong hạnh phúc viên mãn. Tại sao cô lại cam chịu nhục nhã, gánh mà không tìm đến người cha thừa tướng để cầu cứu? Liệu giữa cô và Trạng Nguyên có thật sự tồn tại một tình yêu đáng ngưỡng mộ hay không? Để làm rõ những vấn đề này, trước tiên chúng ta cần xem xét đám cưới giữa Trần Quang Nhụy và Ân Vân Kiều. Việc hai người kết hôn vốn dĩ là một chuyện vui vẻ, nên việc uống vài ly rượu cũng không có gì là vấn đề. Tuy nhiên vấn đề là, vào đêm kết hôn,
thừa tướng lại kéo Trần Quang Nghị uống rượu suốt đêm. Hành động này thật sự rất kỳ lạ. Phải chăng việc chuốc say chú rể để con gái một mình trong căn phòng trống lại là một việc tốt? Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Tuy nhiên, hành động của Ân thừa tướng lại chính là không muốn Trần Quang Nghị vào động phòng trong trạng thái tỉnh táo. Trần Quang Nghị vốn đang đi diễu hành mệt mỏi trên đường phố, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đến kết hôn ngay lập tức. Tối đó còn bị thừa tướng kéo đi uống rượu cả đêm. Cho dù không say, nhưng trong lúc mơ màng làm sao còn chú ý đến chi tiết gì. Và đây chính là mục đích của Ân thừa tướng. Bởi vì không có sức lực để động phòng nên Trần Quang Nghị sẽ bỏ qua một số chuyện, chẳng hạn như sự trong sạch của Ân Vân Kiều còn hay không. Đêm động phòng của Trần Quang Nghị sau khi say rượu đã diễn ra một cách mơ hồ, và sáng hôm sau anh lại phải thượng chiều sớm. Trong lúc bối rối, chắc chắn Trần Quang Nghị sẽ không kịp nghĩ về những gì đã xảy ra tối hôm qua. Sau khi anh rời đi, không gian sẽ thoải mái hơn cho việc tiêu hủy chứng cứ, tạo ra chứng cứ mới hữu ích. Ân thừa tướng cũng không nhàn rỗi. Sau một vài tác động thì địa điểm nhậm chức của Trần Quang Nghị đã được chuyển thành Giang Châu, khiến anh phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ngay lập tức đi nhậm chức. Vì là đôi vợ chồng mới cưới nên Trần Quang Nghị chắc chắn sẽ không bỏ rơi vợ mình. Anh mang theo Ân Vân Kiều cùng lên đường nhậm chức. Lúc này, những hành động của phủ thừa tướng lại trở nên vô cùng khó hiểu. Lẽ ra khi con gái đi xa, có thể sẽ không bao giờ gặp lại, thì Ân thừa tướng cũng phải chuẩn bị cho con gái vài vệ sĩ đáng tin cậy, bởi trong phủ cũng không thiếu người. Nhưng điều kỳ lạ là Ân Vân Kiều chỉ mang theo một vú nuôi và một người hầu chuẩn đồ, thậm chí không có một gia nhân nào ra dáng vệ sĩ. Chính vì vậy mà Trần Quang Nghị mới dễ dàng bị hại. Điều kỳ lạ hơn là sau khi Trần Quang Nghị mất mạng, Ân Vân Kiều lại cam chịu ở bên kẻ giết chồng là Lưu Hồng suốt 18 năm trời. Và trong suốt 18 năm đó, Ân Vân Kiều chưa bao giờ nói cho gia đình biết về chuyện này. Nếu nói rằng gia đình cô ở quá xa Giang Châu không thể giúp đỡ, thì tại sao cô không tìm cơ hội để báo quan? Lưu Hồng không chỉ giết Trần Quang Nghị mà còn thay thế chức vụ của anh. Giả mạo quan chức triều đình không phải là chuyện nhỏ. Trong khi Lưu Hồng chỉ là một tên cướp nhỏ thì làm sao lại có khả năng lớn như vậy? Hắn đã giấu giếm mọi việc suốt 18 năm mà không bị phát hiện. Nếu không có Đường Tăng tìm đến thì có lẽ Lưu Hồng có thể giả mạo được cả đời. Có thể nói, Ân thừa tướng chưa bao giờ hỏi thăm tình hình của con gái. Triều đình cũng chưa bao giờ chú ý đến thành tích chính trị của Trần Quang Nghị. Mẹ của Đường Tăng, đường đường là con gái của thừa tướng, tại sao lại cam lòng sống bên cạnh tên cướp suốt 18 năm? Càng kỳ lạ hơn là sau khi Lưu Hồng bị bắt, rõ ràng là đã báo được đại thù, nhưng tại sao cô lại chọn cách tự sát? Có thể một số người sẽ nghĩ rằng một thai phụ yếu đuối như Ân Vân Kiều thì việc phải chấp nhận Lưu Hồng là điều không thể tránh khỏi. Để cho Trần Quang Nghị có một hậu duệ, cô buộc phải thỏa hiệp với Lưu Hồng. Nhưng nếu nói rằng Ân Vân Kiều làm điều đó vì đứa trẻ, thì tại sao sau khi cô gửi Đường Tăng đi vẫn không tố cáo Lưu Hồng, thậm chí còn sống cùng anh ta suốt 18 năm? Thực ra chỉ có một lời giải thích, đó là Ân Vân Kiều và Lưu Hồng đã quen biết nhau từ lâu. Rất có thể giữa họ có mối quan hệ tình cảm, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể công khai ở bên nhau. Trước khi Ân Vân Kiều kết hôn với Trần Quang Nghị, cô đã có quan hệ nam nữ với Lưu Hồng nên mới nóng lòng muốn lấy chồng. Trần Quang Nghị mới trở thành Trạng Nguyên, tại kinh thành không có gốc khác, lại không có nhiều người biết đến, nên đã trở thành một đối tượng có điều kiện cực kỳ hợp lý. Việc Trần Quang Nghị được tiến cử đến Giang Châu cũng rất có thể là kế hoạch với mục đích tạo điều kiện cho Lưu Hồng có thể thuận tiện ra tay sát hại anh, sau đó thay thế danh tính của Trần Quang Nghị mà tự nhiên trở thành vợ chồng với Ân Vân Kiều. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Hồng có thể giả mạo suốt 18 năm mà không ai phát hiện ra. Ân Vân Kiều vốn dĩ hoàn toàn không có ý định tố cáo anh ta, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều đó. Thực ra ngay từ lúc trên thuyền, câu nói mà Lưu Hồng nói khi ra tay với Trần Quang Nghị đã thể hiện mối quan hệ của hắn ta với Ân Vân Kiều. Vào buổi đêm khi Lưu Hồng ra tay và ném Trần Quang Nghị xuống sông, ban đầu Ân Vân Kiều định nhảy xuống theo, nhưng Lưu Hồng lại nói với cô rằng nếu cô đi theo hắn, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng nếu làm trái thì giữa họ sẽ chấm dứt mọi quan hệ. Thông thường, cướp bóc thường nhắm vào sắc đẹp. Những lời đe dọa mà họ nói thường sẽ là sát hại nếu nạn nhân dám làm trái lời. Nhưng Lưu Hồng lại sử dụng cụm từ chấm dứt mọi quan hệ. Cụm từ này không giống như lời đe dọa của bọn cướp mà giống như lời nói của một cặp đôi đang cãi nhau. Từ đó có thể thấy giữa hai người thực ra đã có chút khuất tất,
Có thể nói Ân Vân Kiều không phải không có khả năng tố cáo Lưu Hồng, mà là hoàn toàn không muốn làm như vậy. Cô cũng không phải bị ép buộc đến mức không thể tự quyết định suốt 18 năm, mà thay vào đó, Ân Vân Kiều đã sống hạnh phúc bên người mình yêu suốt 18 năm. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ đã đột ngột bị chấm dứt với sự xuất hiện của Đường Tăng. Hành động nhận diện vào tố cáo của Đường Tăng khiến Lưu Hồng cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lưu Hồng bị xử án tử hình sau 18 năm giả mạo Trần Quang Nhụy. Ngay cả khi chồng bị hại, Ân Vân Kiều cũng không có ý định tự sát. Nhưng đến lúc này, bỗng nhiên lại tự vẫn mà chết. Hành động này giống như đang hy sinh vì tình yêu. Vậy thực sự thì, Đường Tăng là con của ai? Đây là một câu hỏi mà đến nay vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác. Bạn nghĩ gì về nghi vấn này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Tổ Bồ Đề có thực sự là Như Lai hay không? Vì sao ông dạy Tôn Ngộ Không ba tuyệt chiêu đều có điểm chí mạng? Trong nguyên tác Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư có thật sự là Phật Tổ Như Lai không? Trong Tây Du Ký, ngoài Phật Tổ Như Lai ra, Bồ Đề Tổ Sư là người có bản lĩnh nắm giữ sinh tử của Tôn Ngộ Không. Ông có thể thấy được tương lai của Tôn Ngộ Không. Vậy nên, câu hỏi trên rất khó để trả lời. Cũng có người nói rằng ông là sư đệ của Phật Tổ Như Lai, vì bản thân ông là người duy nhất trong tam giới, vừa tu Phật, vừa tu đạo. Cũng có ý kiến cho rằng đây cùng là một người. Ông đã dạy cho Tôn Ngộ Không ba đại pháp thuật, nhưng mỗi cái đều có khuyết điểm chí mạng. 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thực ra còn kém hơn 36 phép biến hóa của chư bát giới. Có phải Bồ Đề Tổ Sư chỉ dạy một nửa, giấu một nửa? Để chuẩn bị cho hành trình đi thỉnh chân kinh ở Tây Thiên Không, mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Kỹ năng nổi bật của Tôn Ngộ Không bao gồm 72 phép biến hóa và khả năng trường sinh bất tử. Ngoài ra còn có Kim Tinh Hỏa Nhãn, Cân Đầu Vân, Kim Cương Bất Hoại Thể và nhiều kỹ năng khác của Tôn Ngộ Không cũng được học từ Bồ Đề Tổ Sư. Trong đó, ba phép thuật chính mà Tôn Ngộ Không học được chính là 72 phép địa sát, trường sinh bất tử và Cân Đầu Vân. Tuy nhiên, ngay cả trong cùng một loại thì ba phép thuật này cũng không phải là những thế mạnh nhất. Chẳng hạn như Thất Thập Nhị Biến, khi Bồ Đề Tổ Sư hỏi Tôn Ngộ Không rằng muốn học 36 phép thiên cang hay 72 phép địa sát. Hắn đã trả lời rằng mình muốn học một loại phép có nhiều biến hóa. Bồ Đề Tổ Sư không hề nhắc nhở Tôn Ngộ Không về sức mạnh của hai loại này, mà lập tức đã truyền dạy 72 phép địa sát cho hắn. Thực tế, trong Tam Thoại Bình Yêu Truyện của La Quán Trung có đề cập rằng 36 phép thiên cang mạnh hơn 72 phép địa sát. Mặc dù 72 phép địa sát có nhiều loại hơn, nhưng cũng tồn tại những nhược điểm lớn. Ví dụ như khi chiến đấu với Nhĩ Lang Thần, đuôi của Tôn Ngộ Không không thể biến hình và phần mông cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, sau khi biến hình, Tôn Ngộ Không không được có quá nhiều thay đổi về cảm xúc, vì điều này có thể khiến khuôn mặt biến dạng và bị người khác phát hiện. Trong Tây Du Ký, chúng ta thường thấy Tôn Ngộ Không vừa cười vừa hiện ra hình dạng thật, đó chính là khuyết điểm của 72 phép địa sát. Ngoài ra, sau khi biến hình, Tôn Ngộ Không cũng không thể sử dụng gậy như ý, tức là sức mạnh của Ngộ Không lúc này sẽ bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, điều mà Tôn Ngộ Không học được từ Bồ Đề Tổ Sư không phải là để chiến đấu người khác, mà là để giúp hắn tránh khỏi tam tai. Tại sao một người thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không lại cần né tránh tam tai? Đó là vì một pháp thuật khác mà Bồ Đề Tổ Sư truyền cho Tôn Ngộ Không cũng có khuyết điểm, đó chính là trường sinh bất tử. Loại phép thuật này không chỉ có thể giúp trường sinh, mà sau khi đã học thành công thì muốn chết cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không học xong, Bồ Đề Tổ Sư lại nói với hắn rằng phép thuật này cũng không hoàn mỹ, cần phải phòng tránh tam tai. Về tam tai, Bồ Đề Tổ Sư đã nói rằng sau khi tu luyện phép thuật trường sinh bất tử, có thể sống lâu không chết, nhưng mỗi khi trôi qua 500 năm sẽ phải chịu một tai họa rất nghiêm trọng. 500 năm đầu tiên sẽ có sấm sét từ trên trời đánh xuống, dù có kim cương bất hoại thể cũng khó mà chịu đựng. Vì vậy cần phải thấy rõ bản chất sự việc và sớm có thể hành động tránh né. Nếu có thể tránh được thì sẽ sống cùng trời đất, còn nếu không thì tự nhiên sẽ rơi xuống âm phủ. Sau đó, qua 500 năm sẽ có kiếp nạn thiên hỏa. Ngọn lửa này không phải là lửa thông thường trên thế gian, mà là hỏa âm bắt đầu từ huyệt Dũng Tuyền, sẽ thiêu đốt đến khi các tạng phủ trở thành tro bụi, đốt cháy cả ngàn năm tu hành.
Nếu có thể tránh khỏi kiếp nạn này, thì sau 500 năm sẽ có cơn gió lớn từ trên trời thổi xuống. Đây không phải là gió thường, mà là một loại gió thổi từ cửa giữa vào trong cơ thể, đi qua đan điền, xuyên qua cửu khiếu, khiến xương thịt tách rời, cơ thể tan vỡ. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không vội vàng quỳ xuống cầu xin cách tránh nạn từ sư phụ. Phương pháp này chính là 72 phép địa sát. Thực ra nếu Bồ Đề Tổ sư dạy cho Tôn Ngộ Không bí quyết trường sinh bất tử thật sự, thì không cần phải học 72 phép địa sát làm gì. Những gì mà hắn học được chỉ là một hạt mưa nhỏ mà thôi. Cả phép trường sinh và 72 phép biến hóa đều có khuyết điểm. Vậy còn Cân Đổ Vân thì có những khuyết điểm gì? Trong nguyên tác Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ sư đã giữ lại một chiêu không truyền dạy cho Tôn Ngộ Không. Ông ấy làm như vậy thực ra với mục đích gì? Bồ Đề Tổ sư đã truyền cho Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa và thuật trường sinh bất tử, nhưng cả hai đều có khuyết điểm. May mắn thay, sau này Tôn Ngộ Không đã đến địa phủ và phát hiện tên của mình vẫn còn trong sổ sinh tử. Cái gọi là trường sinh thực ra không tồn tại. Vì vậy hắn đã trực tiếp gạch tên mình khỏi sổ sinh tử, từ đó mới tu luyện thành công thuật trường sinh thực sự. Còn phương tiện di chuyển mà Tôn Ngộ Không phụ thuộc nhất, Cân Đầu Vân, thực ra cũng là một sản phẩm kém chất lượng. Cân Đầu Vân chỉ cần lộn một vòng là đã bay qua nửa vòng trái đất. Tốc độ thật sự rất nhanh, nhưng lại phải lộn vòng để di chuyển, tạo ra hình dáng rất kỳ quái. Dĩ nhiên, đó chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng hơn vẫn là giá trị thực tiễn. Cụ thể, Cân Đầu Vân có vẻ là phép thuật độc quyền của Tôn Ngộ Không, nhưng thực ra nó còn bị người khác kiểm soát. Ví dụ Bồ Đề Tổ sư hay như Đức Phật Như Lai cũng có khả năng điều khiển Cân Đổ Vân. Điều này rất nguy hiểm cho Tôn Ngộ Không, giống như việc người khác có thể điều khiển chiếc xe của bạn khi bạn đang lái. Vậy thì mạng sống của bạn đã nằm trong tay của họ. Sở dĩ Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai đè xuống dưới Ngũ Chỉ Sơn cũng là vì trong lúc đánh cược, Cân Đổ Vân đã tiết lộ vị trí của Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, mặc dù Bồ Đề Tổ sư xuất hiện rất ít trong Tây Du Ký, nhưng ông là một nhân vật mạnh mẽ hơn nhiều so với Phật Tổ Như Lai. Bồ Đề Tổ sư đã lãnh đạo một trận chiến chống ma quái sau khi khai thiên lập địa và sau đại chiến. Ông lại ẩn dật tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, trở thành đạo sĩ đại giác. Đức Phật Thích Ca cũng nhờ sự soi sáng của Bồ Đề Tổ sư mà đạt được vị trí Thế Tôn. Hơn nữa, Bồ Đề Tổ sư không thuộc đạo giáo truyền thống mà là một vị đại năng hành giả, thông thạo pháp thuật của cả ba giáo phái. Có thể nói ông thông thạo các kỹ năng pháp thuật khác nhau, và những kiến thức của ông thì người bình thường học mãi cũng không hết. Một nhân vật cấp bậc đại năng như vậy lại chỉ truyền cho Tôn Ngộ Không ba loại pháp thuật, lại còn không hoàn chỉnh. Vậy Bồ Đề Tổ sư thực ra đang nghĩ gì? Một số người cho rằng Bồ Đề Tổ sư muốn giữ lại những bí mật, tránh việc truyền dạy cho đệ tử rồi làm hại mình. Đây là tâm lý thường có của những người thợ thủ công cổ đại ở Trung Quốc. Thế nhưng với khả năng của mình, ông hoàn toàn không cần lo lắng về điều này, bởi bản thân đã là bậc đại năng vượt trội hơn cả Đức Phật Thích Ca. Ngay cả khi có dạy thêm Tôn Ngộ Không thêm vài khả năng, ông cũng không cần phải lo sợ rằng sẽ có vấn đề phát sinh trong tương lai. Một số người khác cho rằng có lẽ do phẩm hạnh của Tôn Ngộ Không chưa đạt yêu cầu, sau khi học được pháp thuật lại còn thể hiện trước các sư huynh đệ, nên chưa kịp để Bồ Đề Tổ sư truyền dạy các pháp thuật khác thì đã bị đuổi ra khỏi cửa núi. Nhưng lý do này cũng rất khiên cưỡng, bởi vì Tôn Ngộ Không là đệ tử xuất sắc nhất trong số tất cả các môn đồ của Bồ Đề Tổ sư, cũng là người mà ông yêu thích nhất. Liệu ông có vì những chuyện nhỏ nhặt mà đuổi hắn đi không? Cho nên sự việc này chỉ là một cái cớ. Từ đầu Bồ Đề Tổ sư đã tính trước việc để Tôn Ngộ Không rời đi, bởi ông không muốn cho hắn học thêm nhiều hơn nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì Bồ Đề Tổ sư đã sớm có kế hoạch cho Tôn Ngộ Không. Vậy kế hoạch bí mật sau một loạt hành động kỳ lạ của Bồ Đề Tổ sư là gì? Tại sao lại nói Bồ Đề Tổ sư là người sắp xếp cho việc đi lấy kinh từ Tây Thiên? Tất cả đều bắt đầu từ thân thế của Tôn Ngộ Không. Theo truyền thuyết, Tôn Ngộ Không không cha không mẹ, chỉ là phần thừa lại của viên đá thần mà nữ oa đã dùng để vá trời. Viên đá này đã hấp thụ tinh hoa của trời đất qua nhiều năm tháng, cuối cùng đã sinh ra Tôn Ngộ Không. Xuất thân này cho thấy Tôn Ngộ Không là một người không có bối cảnh, không có lập trường, cũng như không thuộc về bất kỳ giáo phái nào. Khi Tôn Ngộ Không bái Bồ Đề Tổ sư làm thầy, ông vừa nghe thấy danh tính của hắn thì trong lòng rất vui mừng, không chỉ vì Tôn Ngộ Không là một viên ngọc thô có phẩm chất tuyệt vời, mà còn vì trong lòng Bồ Đề Tổ sư đã có một kế hoạch lớn, đó chính là hành trình thỉnh kinh từ Tây Thiên.
Trong mắt nhiều người, đây là một kế hoạch do Phật tổ Như Lai ở Linh Sơn dẫn dắt. Nhưng thực ra, sau lưng Phật tổ cũng có sự chỉ dẫn của Bồ Đề Tổ Sư. Phật tổ Như Lai có thể trở thành người cai trị thế giới cũng là nhờ sự chỉ dẫn của Bồ Đề, nên giữa hai bên có sự liên hệ mật thiết. Một số người còn cho rằng Phật tổ Như Lai chính là Bồ Đề Tổ Sư và ngược lại. Lý do ông thay đổi thân phận và truyền dạy khả năng phép thuật cho Tôn Ngộ Không là để chuẩn bị cho việc thu thập kinh điển trong chuyến Tây Du. Bất kể theo quan điểm nào, mối quan hệ giữa Bồ Đề Tổ Sư và Phật tổ Như Lai rất chặt chẽ. Họ đều là những người dẫn dắt trong kế hoạch thu thập kinh điển. Việc chọn Tôn Ngộ Không làm ứng viên là vì bối cảnh của hắn vô cùng trong sạch, không gây nghi ngờ cho bất kỳ ai. Hơn nữa, tâm tư của Tôn Ngộ Không cũng đơn giản và dễ kiểm soát. Tôn Ngộ Không không quá hiểu những mưu mẹo, dễ làm mất lòng người khác. Điều này đã tạo ra cơ hội để họ khai thác triệt để những lợi thế mà hắn mang lại. Chẳng hạn như sau khi Tôn Ngộ Không thành thạo phép thuật, đã đi khắp nơi khoe khoang với các sư huynh đệ mà không biết rằng những hành động này thường dẫn đến rắc rối. Khi người khác thấy những pháp thuật này, họ sẽ yêu cầu Tôn Ngộ Không truyền lại. Và nếu hắn không truyền thì rất có thể sẽ gặp phải tai họa. Tuy nhiên, để Tôn Ngộ Không biết tự kiềm chế không phải là điều dễ dàng, bởi bản tính của con khỉ này rất khó thay đổi. Chính sự kết hợp của những điều kiện này đã khiến cho Bồ Đề Tổ Sư chọn Tôn Ngộ Không làm ứng cử viên. Cũng chính vì lý do ấy mà trong quá trình truyền thụ pháp thuật cho Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư đã không dạy hết mọi thứ. Ông hiểu rất rõ bản tính của Tôn Ngộ Không, cũng biết rằng nếu truyền hết mọi thứ cho hắn thì rất có thể họ sẽ không thể kiểm soát được. Thực tế cho thấy, Tôn Ngộ Không chỉ học được một phần pháp thuật mà đã khiến cho thiên đình náo loạn. Nếu học được đầy đủ, e rằng ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không thể chế ngự hắn. Tất cả sự chuẩn bị công phu này đều là vì kế hoạch thu thập kinh điển cuối cùng. Quả nhiên, do tính cách của mình, Tôn Ngộ Không đã gây náo loạn ở thiên đình và cuối cùng bị Như Lai Phật Tổ chế ngự, buộc phải gia nhập vào nhóm người thu thập kinh điển. Vậy tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại dẫn dắt kế hoạch thu thập này? Có một cách lý giải rằng, hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng chính là cuộc tranh giành quyền lực giữa Phật giáo và Đạo giáo. Một yếu tố thường xuất hiện trên con đường thu thập kinh điển, có thể phản ánh mối quan hệ phân bổ quyền lực trong thế giới Tây Du, đó chính là quyền hạn về mưa. Ngay từ đầu Tây Du Ký, Kính Hà Long Vương đã cầu cứu Đường Thái Tông trong giấc mơ, nhưng cuối cùng vẫn bị chém đầu vì không tuân theo ý chỉ của Ngọc Hoàng về việc làm mưa. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi chút ít về thời gian, Kính Hà Long Vương đã bị tuyên án tử hình. Như vậy, hôm mưa gọi gió là quyền lực quan trọng nhất mà Ngọc Hoàng kiểm soát ở trần gian, gần như không có ngoại lệ. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng hơn trong sự kiện cầu mưa ở Phượng Tiên sau này. Tuy nhiên, trong toàn bộ tác phẩm Tây Du Ký, vẫn có người có thể làm lung lay quyền hôm mưa gọi gió của Ngọc Hoàng, đó chính là Ngũ Lôi Pháp trong Đạo giáo. Trong cuộc chiến tại Sai Trì Quốc, ba vị đại tiên Đạo giáo đã dựa vào Ngũ Lôi Pháp để xúi dục Sai Trì Quốc khởi xướng phong trào tiêu diệt Phật giáo. Dù Ngọc Hoàng cũng đứng về phía Đạo giáo, nhưng quyền lực của Thái Thượng Lão Quân rõ ràng đã bị lung lay. Ý nghĩa thực sự trong phần này là không thể để một bên độc quyền mà cần phải duy trì sự cân bằng giữa Phật giáo và Đạo giáo. Đó mới chính là chiến lược tốt nhất. Vậy tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại thúc đẩy kế hoạch này? Như đã đề cập, Bồ Đề Tổ Sư vốn dĩ là người vừa theo Phật, vừa theo Đạo. So với sự độc quyền của Thái Thượng Lão Quân thì cân bằng giữa Phật và Đạo mới chính là điều ông mong muốn nhất. Cuối cùng, Bồ Đề Tổ Sư cũng đã đạt được mục tiêu của mình khi Tôn Ngộ Không đã trở thành đấu chiến thắng Phật. Phật và Đạo được đặt ở hai đầu của cán cân, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra sự cân bằng để duy trì sự hài hòa của trời đất. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.